Cái chết của Goku đã khiến thần vũ trụ và các chiến binh Z rất buồn bã, vừa mới trở thành người mạnh nhất vũ trụ thôi mà đã phải lên bàn thờ rồi sao? Dù gì đi nữa thì cũng phải thông báo cho mọi người chuyện này. Yamcha liên kết với Bulma, cậu nói cả rốt cuối cùng đã hạ được chúa tể Frieza khiến mọi người vui mừng. Khôn xiết, nhưng chưa được lâu, thì biết rằng cậu đã bị nổ banh xác cùng với hành tinh Namek rồi. Đừng lo bạn à, hiện tại mọi người đã có ngọc rồng Namek nên việc hồi sinh cho Goku là dễ. Thần vũ trụ nói rằng, vì cả hành tinh đã nổ tanh bành. Nếu việc hồi sinh cho Kuzilin và Goku thành công, thì họ cũng sẽ bị ngủm ở môi trường chân không ngoài vũ trụ mà thôi, gà vãi. Chỉ cần ước hai thằng cu quay trở về trái đất là được rồi, anh rau xét. Bulma sẽ tạo điều kiện để những người dân Namek còn lại sống ở đây, cho đến khi tìm được hành tinh thích hợp cho họ. Nhanh chóng thời gian 130 ngày đã trôi qua, mọi người tập hợp triệu hồi rồng thần Namek. Điều ước đầu tiên mà Bulma ước đó là đưa linh hồn của Goku và Kuzilin quay về trái đất. Có điều rồng thần không thể làm với cả rốt vì cậu ta chưa chết. Điều ước thứ hai chính là hồi sinh cho Kuzilin. Vì thằng khứa Goku không muốn về trái đất, nên Bulma quyết định hồi sinh cho Yamcha-sama. 130 ngày tiếp theo trôi qua, Chaozu và Thiên Sinh Han được hồi sinh thêm lần nữa. Điều ước cuối cùng là những người dân Namek sẽ được đưa tới một hành tinh khác để sinh sống. Dende rất buồn khi phải chia tay với mọi người. Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi, trái đất trở lại sự yên bình vốn có. Ở đâu đó ngoài vũ trụ, ông nhõi Frieza bị tan xác thành từng mảnh. Cũng may hắn là con của bố hắn nên đã được Kinh Câu mang xác về tàu, sau đó sửa chữa lại một cách nguyên vẹn. Đến giờ đi báo thù rồi, đã một năm trôi qua, Kuzilin vẫn luôn luyện tập chăm chỉ để có thể đuổi kịp Goku. Nhưng đuổi thế méo nào được khi cậu không phải là main chính. Vegeta sau thời gian tập luyện ngoài vũ trụ đã quay trở về, đường đương một hoàng tử Saiyan, lại bắt anh phải mặc bộ đồ màu hồng nam tính này sao, thật đáng chết. Lý do rau ở đây vì anh muốn chờ Goku quay trở về để thách đấu. Không phải chờ đợi lâu, sự trở lại của Frieza khiến các chiến binh rất sợ hãi. Nguồn ki khủng khiếp mặc dù thằng cha vẫn còn bên ngoài vũ trụ, đã đến lúc thông đít tất cả bọn trên trái đất rồi. Gohan và Kuzilin đã tập hợp, mọi người cảm nhận khí của Frieza nên đứng đợi hắn dưới đất, phi thuyền hạ cánh. Anh đã về mách bố rồi đó, trước khi thằng cà rốt xuất hiện, hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ người dân trái đất cho bõ tức. Đột nhiên có một kẻ lạ mặt xuất hiện, cậu nói mình đến đây để thông đít tủ lạnh, tiện thể sỉ nhục cho thằng nhỏ cay chơi chơi. Chỉ vài đường kiếm đã giết sạch bọn loi nhoi. Mọi người cũng cảm nhận được một nguồn khí áp đảo cả Frieza. Cậu nhóc này còn biết tên của Son Goku. AD sẽ không giới thiệu thằng nhỏ tên là Trăng từ tương lai quay trở về đâu. Bởi vì khứa nào chả biết, dám mạnh miệng kêu giết chúa tể Frieza ư. Mày đáng bị thông đít 100 lần. Trăng gồng cơ đít khiến mặt đất rung chuyển. Nỗi sợ hãi của tủ lạnh ùa về. Thêm một siêu Saiyan nữa xuất hiện. Frieza tung một đòn khi hủy diệt nổ tung mọi thứ. Mũi mũi. Còn gì khá hơn không, hắn thúc tiếp tung đòn nữa nhưng dễ dàng bị Trăng chặn lại. Tủ lạnh tạo ra một quả cầu năng lượng tính phá hủy luôn cả trái đất này. Trăng nhấc bổng nó lên bằng một tay rồi nổ tanh bành. Cậu dịch chuyển lên trên, làm một đường kiếm chém đôi người Frieza. Sau đó trưởng tan xác thằng cu trong nháy mắt. Kinh cai tính mời Trăng về làm bá chủ vũ trụ, cút đê anh méo cần. Hắn nghĩ sức mạnh của cậu là do thanh kiếm đó, Trăng không ngần ngại cho hắn luôn. Cậu dùng một tay đỡ thanh kiếm, rồi tung một trưởng tiễn kinh cai về chầu trời. Trong thoáng chốc thằng cu khiến cả bố con nhà Frieza ngủm củ tỏi. Mọi người bất ngờ trước sức mạnh của Trăng, cậu nói 3 giờ nữa Goku sẽ đáp xuống trái đất. Vegeta rất hỏi chấm đâu ra một thằng Saiyan nữa khi vũ trụ này chỉ còn duy nhất 3 người chứ. Bulma còn nhận ra thằng cu đang mặc áo của Capsule Corp. Trăng không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì về mình cả. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Gohan đã cảm nhận được ki của cả rốt, tàu vũ trụ đáp xuống trái đất. Goku cuối cùng đã quay trở lại khiến mọi người rất vui mừng. Cậu cũng không biết Trăng là kẻ nào mà có thể đánh bại Frieza dễ dàng như vậy. Goku sau 2 năm thăm ngàn tập luyện ở hành tinh gian rát, cậu học lỏm được tuyệt kỹ dịch chuyển tức thời từ họ. Trăng quay về quá khứ chỉ để gặp cả rốt. Hai người biến lên trạng thái siêu Saiyan. Cậu muốn test sức mạnh của Goku. Cả rốt chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể chặn những đường kiếm của Trăng. Như vậy là uy tín rồi. Cậu nói mình tới từ tương lai 20 năm sau và là con của Vegeta. Trong vòng 3 năm nữa, sẽ có hai tên người máy sinh học cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trên trái đất. Sức mạnh của chúng còn vượt qua cả siêu Saiyan. Hai tên này sẽ tiêu diệt toàn bộ nhân loại và tiễn các chiến binh Z lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Còn Goku thì bị một loại virus corona giết chết trong thời gian ngắn sắp tới. Trăng đưa cho cậu lọ vaccine. Như vậy Goku có thể sống sót. Cậu đã nói mọi thứ cho cả rốt. Giờ sẽ quay trở về tương lai tiếp tục chiến đấu với hai tên người máy sinh học. Piccolo có thính giác vượt trội nên đã nghe toàn bộ câu chuyện. Anh kể hết với mọi người. Ngoài việc giấu chuyện Vegeta và Bulma để không ảnh hưởng tới sự tồn tại của Trăng, Vegeta rất tò mò vì sao cả rốt có thể sống qua vụ nổ đó. Thì ra cậu đã dùng mấy chiếc phi thuyền của tiểu đội sát thủ để tẩu thoát. May mắn phi thuyền bay tới hành tinh Zazat, rồi thằng cu học lỏm được tuyệt chiêu dịch chuyển tức thời luôn. Hiện tại còn hơn 3 năm nữa hai tên người máy sinh học sẽ xuất hiện. Tất cả đều sẽ luyện tập chăm chỉ tăng tiến sức mạnh chiến đấu với chúng. Mặc dù Bulma đã ra thượng sách giết tiến sĩ Gero trước khi ông ta tạo ra chúng,
nhưng mấy ông cháu méo thích, mọi người tạm thời chia tay nhau, bắt đầu những ngày tháng gian khổ thăm ngàn kẹt ngân. Riêng ông cháu Goku thì về bị vợ chửi xối xả, đi đánh nhau bao nhiêu năm bây giờ mới vác mặt về nhà, lại còn muốn kéo Gohan vào tập luyện cùng nữa, năn nỉ mãi Chi Chi mới cho đi đây. Siêu Saiyan cũng biết sợ vợ chứ đùa, thế này, Vegeta đang luyện tập dưới trọng lực gấp 300 lần trọng lực trái đất, phá nát vài chục cái phi thuyền. Mục tiêu của anh là vượt qua thằng cà rốt và trong tương lai, việc méo đuổi kịp hai người kia khiến anh càng lao đầu vào tập luyện. Goku Piccolo và Gohan cũng đang thăm ngàn như điên, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. 3 năm trôi qua, mọi người đã tập trung đầy đủ trên hòn đảo, Bulma bế trên tay một đứa bé, không ai khác chính là Trăng, nhưng có vẻ bố của nó vẫn chưa đến. Yajirobe xuất hiện đưa cho Go túi đậu thần, sau đó thằng cu cũng chuồn khỏi đây. Đột nhiên có một vụ nổ trên trời, Yajirobe bị hai kẻ nào đó tấn công, Goku chẳng hề cảm nhận được ki của chúng. Mọi người chia nhau ra tìm, hai tên người máy sinh học đã xuất hiện. Số 20 phát hiện một lượng ki lớn đang tiến gần, đó chính là Yamcha. Cậu bị hắn bịt miệng không thể cử động, ông cháu bị xiên que ngay lập tức. Thiên Sinh Han và mọi người đều tập hợp ở đây. Goku kêu Kuzilin mang tới chỗ Bulma ăn đậu thần. Số 20 bắn tia laser phá hủy toàn bộ thành phố và người dân trên đảo. Goku bay tới đấm vào mỏ hắn, để tránh ảnh hưởng tới con người. Goku kéo hắn tới một địa điểm khác để chiến đấu. Yamcha nói rằng, bọn nhõi này có khả năng hấp thụ sức mạnh rất ghê gớm. Phải nói cho Goku biết điều này, cà rốt đã tìm được địa điểm thích hợp để tẩn nhau. Chỉ mới bay được một đoạn nhưng Goku đã thở dốc, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Số 20 nói rằng từ khi đội quân Duy Băng Đỏ bị đánh bại, tiến sĩ Gero đã sử dụng robot ruồi để theo dõi cậu từ lâu. Hắn đã biết mọi điểm yếu điểm mạnh và cách để đánh bại cậu. Vậy sao? Cà rốt hóa lên trạng thái siêu Saiyan. Cậu lao tới tấn công số 19, anh vừa tăng 50 lần sức mạnh đó. Lại mà ăn, Goku đấm hắn bay 69m, cậu sút hắn lên trời dễ dàng né các đòn tấn công. Sau đó dã thằng cu như con đẻ, mặc dù nhìn phế phế mà thằng cu này lì đòn vờ lờ. Biko nhận ra một điều, Goku đang dần yếu đi sau mỗi cú đấm. Đó là khả năng hút năng lượng từ số 19. Goku tung đòn tất sát Kamehameha nhưng bị hắn hấp thụ toàn bộ. Thằng mập nhảy lên dã Goku như con đẻ rồi đánh cậu dính đất. Cà rốt không tung nổi một đòn Kame nữa. Con virus trong tim đang khiến cậu yếu đi trông thấy. Kuzilin đáp cho viên đậu thần. Cái kết Goku vẫn bị số 19 đấm dính đất. Hắn dã cậu như một cái mền rách khiến cậu mất đi trạng thái siêu Saiyan. Số 20 cản mọi người lại. Hắn xiên que Piccolo một cách dễ dàng. Goku bị hấp thụ năng lượng sắp ngủm củ tỏi. Chuẩn bị toi thì đột nhiên Vegeta xuất hiện. Anh sút Goku qua Piccolo. Yamcha sẽ đưa cậu về nhà uống thuốc giải virus. Số 20 tự tin sẽ giải quyết Vegeta êm đẹp. Vậy sao? Để xem thằng nào thông đít thằng nào. Rau gồng cơ đít thích cơ mông. Hóa trạng thái siêu Saiyan. Đây là thành quả khổ luyện suốt 3 năm của anh. Với ý chí phải vượt qua thằng bên chính thì việc thăm ngàn là không thành vấn đề. Số 20 bắn laser mà Rau không thèm nhúc nhích. Hắn lao tới dã anh như con đẻ. Chỉ có vậy thôi à? Anh sút hắn một cú thấu xương bay 50m, Rau sút hắn lên trời rồi đấm nát mặt. Anh đánh hắn dính đất. Thằng cha tính hút sức mạnh của Rau. Này thì hút với chúng tôi, mang đít đây để bố thông nào. Vegeta tung Big Bang Attack tiêu diệt hắn trong tức khắc. Giờ đến lượt ông già đó. Số 20 sợ hãi chạy cong đít. Kuzilin đáp một viên đậu thần cho Vegeta lấy lại sức mạnh. Anh đuổi theo hắn tới vùng đất nhiều đồi núi. Vì là người máy sinh học nên rất khó có thể cảm nhận ki. Rau tung một đòn tất sát tính phá nát chỗ này. Ai dè ông già nhanh chân hấp thụ toàn bộ chúng. Húp xong lại chuồn mới khốn nạn. Số 20 nhìn thấy Gohan, Thiên Sinh Han và Piccolo. Đây là cơ hội để hắn móc lốp. Hắn rón rén chói Piccolo bằng cà vạt, đồng thời hút sạch sức mạnh của anh. May mắn Gohan tới đánh hắn dính đất. Dám cắn trộm à tên già này. Piccolo ăn một viên đậu thần. Đến giờ thông đít rồi, anh đấm số 20 dính núi. 3 năm qua sức mạnh của anh đã tăng lên không ít. Lúc này trong tương lai xuất hiện, cậu muốn tới trợ giúp cho mọi người. Số 20 bị da xanh dã một cú thấu xương. Tưởng hút năng lượng của anh mà ngon sao? Boku no Biko xin nhẹ cánh tay. Trăng tới nơi, cậu nhận ra tên này không phải tên người máy sinh học mà mình đối đầu. Bulma lái máy bay đến hóng chuyện. Nhân cơ hội số 20 tung một đòn khi phá tan đất đá xung quanh, hắn nhanh chóng chuồn khỏi đây. Sau khi ăn trưởng của số 20, Bulma may mắn được Trăng cứu sống. Cô nói rằng mình đã từng nhìn thấy ông ta ở đâu đó rồi. Hắn chính là tiến sĩ Gero đã chuyển đổi cơ thể của bản thân thành người máy. Như vậy có lẽ lịch sử mà Trăng nói đến đã bị thay đổi. Nhưng Piccolo đã nghe hắn nói về số 17 và 18. Rất có thể trong thời gian sắp tới tiến sĩ Gero sẽ tạo ra chúng. Trăng mô tả ngoại hình và sức mạnh mà bọn nhõi có là vô hạn. Vegeta rất tự tin có thể hành chúng ra bã. Với sức mạnh siêu Saiyan hiện tại, anh là vô địch vũ trụ. Mọi người sẽ làm việc theo nhóm truy tìm tên Gero để đồ sát hắn trước khi hắn tạo ra hai người máy sinh học kia. Phía này số 20 sợ hãi khi nhìn thấy Vegeta lượn lờ quanh đây. Cả nhóm chiến binh Z cũng dí theo. Hắn đã đoán được kế hoạch của mọi người. Nhìn thấy Rau, Trăng nhớ về quá khứ với mẹ của mình. Cậu biết ông ấy là con người đầy lòng kiêu hãnh. Phía này Goku đang bị giày vò bởi những cơn đau và ác mộng mà con virus Corona gây ra.
Chi Chi rất lo lắng cho cậu. Piccolo và mọi người đi tới Bắc Cực. Theo chỉ dẫn của Bulma thì đây chính là nơi tên Gero đặt căn cứ. Họ sẽ chia nhau ra để tìm hắn. Vừa bay được một tẹo thì Kuzilin bị số 20 tóm lại. Hắn tẩn cậu như con đẻ. May mắn thay Piccolo vừa bay qua nên hắn đã tạm thời rút khỏi đây. Kuzilin bám đuôi theo số 20. Cậu phát tín hiệu cho mọi người tập trung. Đã đến lúc khởi động số 17. Số 18 được khởi động ngay sau đó. Tiến sĩ Gero ra lệnh cho chúng phải tiêu diệt toàn bộ đồng bọn của Son Goku, không sót một ai. Nhưng chúng đủ thông minh để biết hắn đang cầm chiếc điều khiển tín hiệu. Số 17 cướp lấy rồi bóp nát nó. Đột nhiên Vegeta phá nát cửa sắt. Đúng là bọn mà Trăng nói đây rồi. Số 18 nhìn thấy một tên đô con khác trong tủ thí nghiệm. Cô ta ngứa tay kích hoạt nó luôn. Tiến sĩ Gero rất tức giận nhưng ông ta không thể làm gì. Đã vậy còn bị số 17 xiên que. Sau đó hắn đá nát đầu ông trong nháy mắt. Mại dô anh cân hết. Trăng hóa xây gian cậu tung Masenko phá hủy khu căn cứ. Có điều chúng còn chẳng chảy xước. Số 16 xuất hiện. Bọn người máy sinh học có nhiệm vụ phải giết Son Goku theo lập trình của lão Gero. Chúng không quan tâm đến mọi người ở đây, dám khinh thường sao? Trăng cố khuyên ông bố của mình nên bình tĩnh chờ Goku khỏi bệnh, rồi nghĩ cách chiến đấu. Này thì chiến đấu, anh sẽ đi thông đít bọn nhõi. Phía này bọn người máy sinh học dừng lại hít thở bầu không khí trong lành. Vegeta nhanh chóng xuất hiện. Trước khi giết được Goku thì bọn mày phải bị tao thông đít trước đã. Số 18 sẽ quyết chiến với anh. Cô ta lao tới tấn công Vegeta. Anh đấm cho Aphat. Số 17 bất ngờ về sức mạnh của Rau. Nó vượt xa so với số liệu tiến sĩ cho. Rau bắn một đòn khi nổ tung xe tải. Số 18 húc cho anh phát nát đầu. Ả lên gối một cú thấu xương rồi đánh anh bay dính tường. Lúc này mọi người đã tới. Số 17 sẽ góp vui cùng trận chiến này. Vegeta tẩn nhau với số 18. Anh tung một đòn khi tấn công Ả như mũi đốt. Hai người chiến đấu cá liệt. Trăng rất bất ngờ vì sức mạnh của Vegeta. Nhưng anh cũng dần bị ăn đòn. Số 18 còn chưa tung toàn bộ sức mạnh. Cô ta sút anh một cú gãy con mợ nó tay khiến Rau cực kỳ đau đớn. Trăng lao tới bị số 17 đánh dính đất. Hắn đá Piccolo bay 50m rồi đấm anh một cú thấu xương. Sức mạnh quái quỷ gì thế này? Trong khi mọi người đánh nhau thì số 16 chỉ đứng yên một chỗ. Số 18 giã Vegeta như con ghẻ. Cô ta phế luôn cánh tay còn lại của anh. Nhanh chóng các chiến binh Z đã bị đánh bại. Chỉ còn mỗi Kuzilin. Cũng may chúng cũng chẳng muốn động tay nữa nên tha cho cậu. Kuzilin cầu xin bọn chúng hãy tha cho Goku. Nhưng tiến sĩ Gero lập trình ra chúng để giết cả rốt. Nên mấy tên người máy sinh học này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Số 18 qua thơm thằng nhỏ miếng mà sợ đái ra máu. Xong việc chúng cũng rời khỏi đây. Phía này Gohan ship Bulma về nhà. Cậu phải nhanh chóng về thăm Goku xem bệnh tình ông bố thế nào. Mọi người được Kuzilin cho ăn đậu thần. Cái kết khi không giết ông tiến sĩ Gero trước để rồi bị hai tên người máy tẩn cho như con. Trăng nói rằng bọn này có sức mạnh rất khác so với dòng thời gian của cậu. Chí ít cậu có thể chiến đấu với chúng nhiều năm liên tục. Nhưng mấy tên này thậm chí còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Giờ niềm hy vọng duy nhất chỉ đặt vào Goku mà thôi. Piccolo không muốn mình bị tẩn nhục nhã thế này. Anh sẽ bay tới tìm Thượng Đế để tăng sức mạnh của mình. Nhóm của Kuzilin sẽ quay trở về bảo vệ Goku. Piccolo chính là bản ngã của Thượng Đế. Anh đến đây để hợp thể với ông lấy lại toàn bộ sức mạnh Super Namek. Nhưng nếu làm điều này, Ngọc Rồng có thể sẽ đi tong luôn nếu Piccolo ngủng củ tỏi. Thượng Đế nói rằng, tạm thời bọn người máy vẫn chưa làm tổn hại gì đến con người trái đất, nên ông sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này bọn nhõi làm trò mèo đi cướp xe tải của dân thường. Kuzilin và Trăng tới nhà của Goku. Ông hói vẫn hoang tưởng nụ hôn của số 18. Hiện giờ phải đưa cả rốt tới đảo rùa ngay lập tức tránh khỏi sự săn lùng của bọn nhõi kia. Đang tình thế nguy cấp nhưng Gohan cứ phải làm bài tập về nhà cái đã. Trăng rất muốn quay trở về thời điểm trước khi hai tên người máy sinh học được khởi động để giết chúng. Điều đó chưa chắc đã xảy ra vì nó có thể làm thay tương lai của dòng thời gian này. Nhưng dòng thời gian của Trăng khả năng vẫn còn bọn chúng. Vegeta đang cực kỳ tức giận khi bị mấy bọn nhõi kia hành một trận lên bờ xuống ruộng. Đường đường là hoàng tử xây gian lại bị một đứa con gái bắt nạt. Thật méo thể chấp nhận được. Kuzilin nhận được cuộc gọi của Bulma. Cô nói rằng vừa rồi mình nhận được một thông báo phát hiện ra cỗ máy thời gian giống với Trăng xuất hiện ở đâu đó. Không lẽ có một kẻ khác cũng du hành tới quá khứ này sao? Trăng và Gohan mò theo địa chỉ mà Bulma gửi. Họ phát hiện cỗ máy thời gian cũ kỹ tại đây. Trăng so sánh với chiếc máy của mình. Trong tương lai Bulma chỉ chế tạo duy nhất một chiếc mà thôi. Và lại trong nó còn cũ rích, chứng tỏ nó đã tới đây từ rất lâu. Trăng phát hiện có một thứ như quả trứng. Cậu kiểm tra lại số liệu thấy nó đã tiếp đất từ 3 năm về trước, thời điểm mà cậu gặp mọi người lần đầu tiên. Gohan phát hiện một cái xác khô được lột. Mọi người đoán nó sinh ra từ quả trứng trong cỗ máy thời gian. Bên trong còn nhớp nháp chứng tỏ tên này vẫn còn ở đây. Trên TV thông báo, ở đâu tại Việt Nam, có khoảng 15.000 người mất tích bí ẩn. Rất nhiều quần áo của nạn nhân đã bị bỏ lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Phóng viên đột ngột biến mất. Có vẻ như họ đã bị tấn công bởi một thứ gì đó. Thượng Đế thấy tình hình không nằm trong tầm kiểm soát, ông quyết định hợp thể với Piccolo, tạo thành Super Namek trong truyền thuyết. Anh nhanh chóng bay tới thành phố bị tấn công. Xung quanh không có một bóng người, một tên xanh lẻ xanh lét xuất hiện. Hắn vừa dùng xúc tu để hút toàn bộ cơ thể của ông béo. AD sẽ không tiết lộ tên này tên là Cell đâu.
Hắn gồng cơ đích thích cơ mông, nguồn áp lực gió phá tan mọi thứ. Nhóm của Kuzilin cảm nhận nguồn ki này rất giống với Goku và Frieza. Thậm chí trong cơ thể hắn còn nhiều nguồn ki pha trộn với nhau. Piccolo bắp sức mạnh của mình lên, khè thằng nhỏ chơi chơi. Kuzilin nhận ra thượng đế đã đồng ý hợp thể với da xanh. Nguồn ki phát ra khiến thằng nhỏ run sợ. Piccolo bắn một đòn ki siêu mạnh đánh bay Cell bọ hung, đồng thời phá nát cả cái thành phố. Thằng Ku vẫn sống. Hắn tung ma sen Kobo tấn công Piccolo bị anh đánh bay. Hắn có thể sao chép tuyệt kỹ của anh sao? Nhưng với sức mạnh hiện giờ, Piccolo dễ dàng tẩn hắn như con đẻ. Cell nói vẫn chưa ở trạng thái hoàn hảo, nhưng với từng này năng lượng, hắn sẽ bắt Boku no Pico nếm mùi đau khổ. Thằng nhỏ dùng một đòn thế quen thuộc, hắn tung Kamehameha về phía Piccolo khiến anh mất đề phòng, rồi tóm anh luôn. Cell tính hấp thụ năng lượng của anh, may mắn đã kịp thời thoát ra được. Đôi tay của Piccolo đã xẹt lép như cái bánh kép. Cell nói rằng hắn là một người nhân tạo do tiến sĩ Gero tạo ra. Ông ta đã ngấm ngầm thu thập toàn bộ các gen của các chiến binh Z cho hắn. Hơn nữa, để Cell tiến đến trạng thái hoàn hảo, hắn phải quay về quá khứ để hấp thụ hai người máy số 17 và 18. Vậy là đầy đủ thông tin rồi chứ? Cảm ơn chú em đã khai toàn bộ cho anh. Piccolo mọc luôn cánh tay mới, đến giờ thông biết rồi. Trăng và Kuzilin xuất hiện, mấy chú nghĩ có thể thông át anh dễ thế sao? Cell bay lên trời sử dụng tuyệt kỹ Taioken, khiến cả lũ chói mắt. Hắn nhanh chóng chuồn khỏi đây. Lúc này Vegeta xuất hiện. Anh bất ngờ khi ngay cả Piccolo cũng có sức mạnh vượt trội bản thân. Boku no Pico kể cho mọi người về nguồn gốc của hắn. Cách để thằng bọ hung không tiến tới trạng thái hoàn hảo chính là tiêu diệt số 17 và 18. Mọi người chia nhau làm nhiệm vụ. Kuzilin và Trăng sẽ tới căn cứ đổ nát của tiến sĩ Gero. Hiên sinh Han Piccolo truy đuổi Cell bọ hung. Theo lời tên Cell, dưới tầng hầm này chính là một căn cứ khác của tiến sĩ Gero. Phôi thai của Cell đang được lai tạo. Trăng lấy bản thiết kế của mấy tên người máy sinh học, rồi phá hủy phòng thí nghiệm củ chuối này ngay lập tức. Kuzilin sẽ mang bản thiết kế về cho Bulma, còn Trăng sẽ đi tìm Vegeta để tập luyện tăng tiến sức mạnh. Piccolo và Thiên Sinh Han mò mãi chưa thể tìm thấy thằng Ku Cell. Hắn giấu ki ghê quá, những thành phố kế cận thì bị Cell tàn phá không thương tiếc. Kuzilin tình cờ gặp tên nhõi bọ hung tại đây, hắn lao tới tấn công cậu. Kuzilin liền sử dụng tay Oke làm choáng hắn, cậu húc thằng Ku một cú thấu xương. Cell đấm cậu dính đầu vô tường, với sức mạnh này hói không thể ăn lại hắn. Chuẩn bị toang thì Piccolo và Thiên tới giải cứu. Phía này Goku đã bình phục trở lại, cậu làm nóng người bằng vài đòn Kame. Chi Chi rất vui mừng khi thằng Ku đã trở lại, giờ cần phải gia tăng sức mạnh để có thể đánh bại bọn Android đó. Goku dịch chuyển tức thời tới chỗ mọi người, cậu sẽ dẫn Gohan tập luyện ở phòng thời gian của Thượng Đế, đồng thời rủ luôn hai người Vegeta và Trăng nữa. Phía này bọn người máy sinh học đã mò tới đảo Kame, để câu giờ cho Goku. Piccolo thách đấu với số 17, anh gồng cơ đích khiến trời đất rung chuyển. Nguồn ki tỏa ra thật khủng khiếp, Piccolo lao tới cốc đầu số 17. Sức mạnh của anh đã tăng lên vài chục lần, hai kẻ ngang tài ngang sức, tốc độ đạt tới siêu thanh, anh sút 17 bay 50m. Xét về sức mạnh thì anh mày đã vượt xa lũ say gian kia rồi. Piccolo tung đòn tất sát tấn công hắn mém thì chết, hai thằng lại lao vào tẩn nhau tiếp. Anh bắn vô số đòn ki nhưng đều bị số 17 né được. Nhưng chú đừng vội mừng như vậy, tất cả đều tụ tập lại một điểm bao quanh số 17, rồi khiến thằng Ku nổ banh xác. Bất ngờ thay hắn đã tạo một lớp khiên năng lượng bảo vệ. Phía này đánh hơi được bọn người máy sinh học, Cell bọ hung sẽ tìm và làm thịt chúng. Piccolo và số 17 ăn miếng trả miếng, sức mạnh tương đương nhau. Anh đánh thằng Ku dính đất, trận chiến khốc liệt phá tan mọi thứ xung quanh. Các nguồn sóng xung kích khiến núi lửa phun trào. Piccolo giã hắn một cú thấu xương bay xuống đáy biển. Hai trưởng lực đối chiến nốt tung mặt biển. Mặc dù có nguồn năng lượng vô hạn nhưng số 17 éo thể áp đảo Piccolo. Sau khi có bản thiết kế của Trăng, Bulma cuối cùng đã làm ra bộ điều khiển để ngắt mạch điện bọn người máy sinh học. Cô sẽ phóng tới đây ngay lập tức. Piccolo đang dần bị tên số 17 áp đảo. Hắn đánh anh bay 59m dính đất. Anh bắn một đòn ki nổ tung ngọn núi. Số 17 giã thấu xương. Piccolo phản đòn thốn tận rốn, sức mạnh 19-10. Nhưng chiến lâu nguồn năng lượng của số 17 sẽ mang lợi thế cho hắn. Đột nhiên Cell xuất hiện tại trận chiến. Đến giờ chích chích hút rồi, hắn gồng cơ đít phá nát mọi thứ xung quanh. Hào quang màu vàng tỏa khắp cơ thể, sau khi hấp thụ hàng chục ngàn người, hắn đã tiến hóa trạng thái siêu xây gian cấp 1. Cell tấn công số 17 rồi, Piccolo lao tới sút vào mỏ hắn. Số 16 nói rằng tên này cực kỳ nguy hiểm. 17 bị hắn đấm dính đất, Piccolo cũng không phải đối thủ của Cell. Sức mạnh của hắn đã gia tăng 50 lần. Piccolo dồn một lượng ki cực lớn vào lòng bàn tay. Anh tấn công Cell, vụ nổ thổi bay cả hòn đảo nhưng hắn không dính một vết xước. Cell đấm Piccolo một cú gãy con mợn luôn cái cổ. Sau đó hạ sát anh luôn, nhận thấy nguồn ki biến mất. Gohan rất đau khổ, cậu không thể làm gì vào lúc này. Giờ chỉ có tập luyện mới có cơ hội đánh bại được hắn. Số 17 sắp bị thông đít đến nơi. Anh lao tới chiến với hắn, cái kết thằng Ku bị tẩn như một cái mền rách, chưa biến lên trạng thái hoàn hảo nhưng thằng Ku dã mạnh nhất phim con mợ nó rồi. Số 16 khuyên 18 nên rời khỏi đây,
anh sẽ ngăn hắn lại. 17 bị giã một cú thấu xương, đến lúc trích hút rồi, đột nhiên 16 đấm vào mỏ xeo. Hai thằng lao vào tẩn nhau tới tấp, hắn đâm xúc tu vào cổ anh, tưởng trích anh dễ vậy sao? 16 cầm đuôi hắn đáp dính đất, anh xé đứt đuôi của thằng cu, giờ thì khỏi thông đít nữa nhé. Bất ngờ hắn có thể tái tạo đuôi giống Piccolo, dứt lời xeo lao tới đấm số 16 bay 500m, anh bắn nắm đấm thẳng mặt thằng cu, sau đó tung đòn tất sát rung chuyển cả hòn đảo. Số 17 phấn khích, chắc chắn xeo đã yếu đi nhiều, giờ bố sẽ ra tay kết liễu hắn. Ai ngờ thằng cu đột nhiên xuất hiện phía sau, móc lốc số 17. Hắn hấp thụ toàn bộ cơ thể của anh và tiến hóa lên hình thái bán hoàn hảo. 16 đấm hắn một cú như gãi ngứa, hắn trưởng anh bay 69m, giờ chỉ còn số 18 nữa thì hắn sẽ đạt đến sức mạnh tối đa. Thiên sinh hắn xuất hiện trên bầu trời, anh tung pháo tử quang tất sát, nguồn sức mạnh phá nát mọi thứ, nhưng chẳng nhầm nhò gì với hắn cả. Thiên sẽ câu giờ cho số 18 chạy khỏi đây, liên tục các đòn pháo tử quang làm xeo bất lực không thể di chuyển. Sau một lúc năng lượng của anh đã cạn kiệt, xeo rút anh bay 500m, đúng lúc thì vô khu dịch chuyển tới, cậu hứa sẽ chăm sóc hắn sau một ngày nữa. Nói rồi cả rốt vác xác của Piccolo và thiên dịch chuyển tức thời chuẩn lẹ, Kuji Linh gặp lại Bulma. Cậu được đưa bộ điều khiển giúp tắt nguồn năng lượng của bọn người máy sinh học, bán kính chỉ là 10m mà thôi. Phía này, Trăng và Vegeta đã hoàn thành khóa huấn luyện aerobic một ngày. Sức mạnh của cả hai đã vượt qua một siêu Saiyan thông thường rồi. Bulma lái máy bay tới, cô đưa cho mọi người bộ đồ Saiyan giúp luyện tập thoải mái hơn. Giờ là lúc đi thông đít thằng Cell. Lúc này, hắn đang cật lực tìm số 18. Thằng cu hét lớn đe dọa cô, cho dù có phải tiêu diệt 18, thì cũng chẳng sao vì với sức mạnh hiện tại hắn đã là bá chủ thiên hạ rồi. Cell tung một trưởng phá nát cả hòn đảo. Goku và Gohan bắt đầu vào căn phòng thời gian để luyện tập. Cell cay cú, phá nát bao nhiêu hòn đảo cũng không thấy dấu tích của số 18. Chỉ còn một hòn đảo duy nhất, đột nhiên Vegeta xuất hiện, đến giờ thông đít thằng nhõi này rồi. Dám ăn cắp tế bào của anh để lắp vào cơ thể, quả là một sự sỉ nhục. Trăng cũng bay tới nơi, Vegeta gồng cơ đít thích cơ mông, nguồn ki vô cùng lớn phá nát đất đá xung quanh. Cơ bắp của Rau được độ lên thấy rõ, đây là thành quả luyện tập một năm trong vòng thời gian. Anh lao tới đấm hắn một cú thấu xương, giã thằng cu như con đẻ rồi đáp hắn dính đất. Cú đấm của Cell bọ hung đều bị né dễ dàng. Goku và Gohan trong phòng tập thời gian, mục tiêu của cả rốt là khiến Gohan biến thành siêu Saiyan, sau đó sẽ huấn luyện thằng cu vượt qua mình. Phía này Cell bị Vegeta đấm lóm hết người, hắn bắn đòn ki siêu mạnh tấn công anh, mũi đốt hay gì vậy? Cell đấm một cú vào mỏ anh Rau nhưng anh còn méo thèm tránh. Goku đang tìm mọi cách để Gohan có thể biến thành siêu Saiyan, nhưng có vẻ cơn tức giận trong cậu vẫn chưa đạt đỉnh điểm nên rất khó biến hình. Kuji Linh xuất hiện với cái công tắc, cậu còn chưa biết mặt mũi thằng Cell thay đổi như nào. Hắn tung Garlic hô tấn công Vegeta như mũi đốt, Rau dịch chuyển sút hắn bay 500m, thằng cu cay cú nhưng méo thể làm gì. Vegeta tung vô số đòn ki khiến thanh niên nát người, anh mò súng biển giã hắn rồi trưởng hắn bay lên bờ. Rau xỉ nhục thằng cu chơi chơi, Cell gồng cơ đít thích cơ mông bộc phát nguồn ki mạnh mẽ. Này thì gồng với chúng tôi, phải cho chú ăn hành cái đã. Kuji Linh đã tìm ra vị trí của số 18. Chỉ cần ấn cái nút này thì sẽ khiến cô ta tự hủy. Cậu phải tiến gần trong bán kính 10m. Thế quái nào thằng cu bị cảm nắng trước ẻm. Phía này Cell đang khích đểu Vegeta, chỉ cần cho hắn hấp thụ số 18, hắn sẽ đạt được trạng thái hoàn hảo và đánh bại anh. Chú em không muốn đối đầu với kẻ mạnh sao hoàng tử Vegeta? Kuji Linh lưỡng lự không thể kết thúc số 18. Cậu vẫn còn nhớ nụ hôn đó, nhưng nếu không bấm nút thì Cell sẽ hấp thụ cô ta mất. Sau một hồi mất lý trí, Kuji Linh biết mình nên làm gì tiếp theo. Hói đã phá nát bộ điều khiển, Vegeta cũng vậy. Anh lại ảo tưởng sức mạnh cho thằng Cell một cơ hội để hấp thụ số 18. Thật chẳng đáng khi tiêu diệt hắn ở hình thái yếu đuối này tẹo nào. Trăng ngăn lại, cậu đấm hắn một cú thấu xương. Bất ngờ thằng cu lại nhìn thấy số 18 ngay gần đây. Hắn bắn tốc nhưng bị Trăng tấn công, còn lâu bố mới cho mày hấp thụ. Cell ẩn ki dưới lòng đất, hắn ngoi đầu kiếm số 18. Trăng bị Vegeta ngăn cản, ông nhõi suốt ngày phá đám chuyện lớn. Kuji Linh và số 16 không phải đối thủ của Cell. Đến giờ trích hút rồi, Trăng đã chịu đựng quá đủ sự kiêu ngạo của Vegeta. Cậu tung đòn đánh bay Rau 5.000 cây số, sau đó bay tới sút thằng Cell. Cậu tẩn hắn như một cái mền rách. Bố sẽ không tha cho mày đâu. Cell sử dụng tay Oken làm chói mắt mọi người. Số 18 nhanh chóng bị thằng cu hút vào mông. Kuji Linh đấm hắn trong bất lực, nhưng mọi chuyện đã xong xuôi. Cell đã hấp thụ thành công số 18. Một nguồn ki khổng lồ phá nát mọi thứ xung quanh. Trời đất rung chuyển, Trăng cũng không thể ngăn cản sự biến đổi này. Ở hành tinh của Dende, họ cũng nhận một nguồn năng lượng to lớn. Super Perfect Cell đã xuất hiện, nhóm chiến binh Z sẽ phải đối đầu với kẻ thù còn mạnh hơn cả bao cát vũ trụ Frieza. Super Perfect Cell đã thực sự biến đổi. Hai cha con Goku vẫn thầm ngàn tập luyện tăng tiến sức mạnh trong vòng thời gian. Gohan tự nhận ra rằng cả rốt luôn nương tay với mình. Cậu chưa bao giờ thật sự nghiêm khắc như sư phụ Piccolo. Chỉ khi cận kề với cái chết tiềm năng của Gohan mới được bộc lộ. Nhìn thấy sự quyết tâm của thằng nhỏ, Goku hóa siêu Saiyan cấp 1. Cậu tung Kamehameha tấn công Gohan.
Để cứu sư phụ Boku no Biko, cậu phải thực sự mạnh mẽ hơn nữa. Gohan ngay lập tức hóa siêu Saiyan đẩy lùi đòn kia. Phía này, Kuzilin lao tới đấm thằng Cell mà hắn chẳng thèm nhúc nhích. Cậu ném ken răng cũng chỉ như muỗi đốt. Sức mạnh quái quỷ gì vậy? Cell dịch chuyển tới sút thằng nhỏ ngủm củ tỏi luôn. May mắn chăng cho cậu ăn đậu thần hồi phục. Vegeta tự tin sẽ giải quyết Cell trong nháy mắt. Chuẩn bị mang đít đây để anh thông nào. Kuzilin cảm nhận được sức mạnh của Cell còn vượt xa Rau rất nhiều. Đã thế hắn lại còn che giấu ki của mình. Rau lao tới tấn công Cell như điên, nhưng thằng Ku chỉ biết trốn chạy. Anh tung vô số đòn ki cho hắn đến mùi đời, cũng ra gì phết đấy. Vegeta lại bắn trưởng trong bất lực, Cell dễ dàng né đòn đánh của anh. Phiên bản hoàn thiện quả thực có sức mạnh rất vượt trội. Rau sút hắn một cú mà méo ăn thua, húp chuối cả nải rồi. Vegeta bắt đầu run sợ trước sức mạnh khủng bố của Cell. Hắn trả lại anh một cú bay 5.000m, nãy chú bón hành anh ghê lắm mà. Mặc dù rất muốn thông đít Cell ngay lúc này, nhưng chăng không muốn bố mình mất mặt, rằng cậu đã vượt qua sức mạnh của ông ấy. Lúc này Gohan đã dần kiểm soát được trạng thái siêu Saiyan, cậu có thể giữ này trong khoảng thời gian rất lâu. Vegeta bay lên trời, anh gồng cơ đít thích cơ mông, khiến trời đất rung chuyển, dồn lượng ki rất lớn vào lòng bàn tay. Nếu chú đã mạnh như vậy thì thử đỡ đòn này của anh xem. Final Flash bắn xuống, đòn ki sượt qua trái đất phá hủy vô số hành tinh. Cái kết thằng Cell đã bị mất nửa thân người, tưởng chú em thế nào chứ? Rau cười lớn, hắn lập tức hồi phục toàn bộ thân người do mang gen của Piccolo. Vegeta bắn vô số đòn ki tấn công Cell, này thì bắn, Cell tẩn anh một cú thấu xương dính đất, mất luôn trạng thái siêu Saiyan, chuẩn bị đi tong. Thì trăng gồng cơ đích thích cơ mông bắp sức mạnh của mình lên cực hạn, cậu nói Kuzilin hãy mang Vegeta tới một nơi an toàn, rồi cho ăn đậu thần. Tự mình sẽ lo chuyện này, dứt lời hai thằng lao vào tẩn nhau. Tốc độ của Trăng không thua kém gì Cell hoàn hảo, nhưng vẫn bị hắn đấm một cú thấu xương, sút bay 20m, làm việc đi ông cháu ơi. Trăng đang cố gắng câu kéo thời gian để Kuzilin có thời gian cứu Vegeta. Đến giờ thông đích nghiêm túc rồi, Trăng gồng cơ đích thích cơ mông khiến trời đất rung chuyển. Sức mạnh vượt trội hơn Rau rất nhiều, các luồng sấm sét đánh thẳng xuống mặt đất, cậu lao tới bắn liên tiếp các đòn khi tấn công Cell. Khoảng cách về sức mạnh đã được thu hẹp, Trăng đấm hắn như con đẻ rồi tung ma Senko, nhưng tầm này chưa nhầm nhò gì với hắn cả. Cậu tiếp tục độ cơ bắp lên thấy rõ, phía này Gohan đang tập luyện rất chăm chỉ, Goku cũng cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân, tiến hóa lên hình thái mới, những đòn đánh của Trăng đều bị Cell né dễ dàng. Hắn đấm cậu một cú thấu xương, sau đó tung vô số đòn khiến thằng Ku choáng váng. Sức mạnh của hắn còn vượt trên siêu Saiyan một bậc, Cell đáp đất độ cơ bắp lên khè thằng nhỏ, cậu dường như mất ý chí chiến đấu. Vegeta sau khi hồi phục lại bay tới trận chiến, hiện tại Cell không muốn ra tay với Trăng, hắn thấy chỉ trong một thời gian ngắn mà lũ Saiyan đã mạnh lên nhiều như vậy, để kiểm chứng sức mạnh hoàn hảo của mình, hắn sẽ tổ chức đại hội võ thuật, trong vòng 10 ngày nữa nhớ mà tới đăng ký đấy nhé. Trăng cực kỳ tức giận nhưng cậu cũng méo thể làm gì, cậu kể lại mọi chuyện cho Vegeta và Kuzilin trong thời gian sắp tới. Mọi người sẽ phải tập luyện cật lực để đánh bại thằng Cell bọ hung. Phía này Goku và Gohan thăm ngàn gian khổ. Đặc biệt ông nhõi Gohan sắp tiến đến một hình thái mới. Kuzilin mang xác của số 16 về để sửa chữa. Cell nhanh chóng xuất hiện trên truyền hình. Hắn truyền bá thông tin về giải đấu sức mạnh cho toàn thế giới được biết. Chỉ cần các chiến binh Z thất bại toàn tập thì trái đất sẽ bị hủy diệt. Hắn sẽ không để sót bất kỳ người nào trên hành tinh này. Ngay khi thông báo của Cell kết thúc, người cố gắng lẩn trốn trong vô vọng. Cuối cùng Goku và Gohan cũng hoàn thành xong khóa huấn luyện aerobic một ngày. Họ vẫn giữ mình ở trạng thái siêu Saiyan để làm quen với nó. Trước hết phải đánh chén một trận cái đã. Còn 9 ngày nữa mới tới đại hội võ thuật, Goku dịch chuyển tức thời đối mặt với Cell. Cậu muốn cảm nhận nguồn sức mạnh của hắn trước khi tham chiến. Bầu trời đột ngột trở đen. Cà rốt nói trong thời gian này thằng Cell đừng có động vào bất kỳ người dân thường nào. Không thì đừng trách anh vô tình. Nói rồi thằng Ku lại dịch chuyển về thần điện. Cậu nhận ra rằng mình thực sự không phải đối thủ của Cell, nhưng cũng không muốn luyện tập thêm ở phòng thời gian nữa. Việc thúc ép bản thân đạt tới giới hạn quá nhiều mà không có được hiệu quả cũng vô ích mà thôi. Goku nhường lại phòng tập thời gian cho mọi người. Cậu cùng Gohan tới gặp thần mèo Kazin xin ít đậu thần để kiểm chứng sức mạnh của mình. Ông nhõi gồng cơ đít thích cơ mông khiến trời đất rung chuyển, nguồn áp lực thổi bay mọi thứ, nhưng nếu quá tay sẽ nổ tung cái đền này mất. Cảm nhận nguồn sức mạnh vô cùng lớn từ Goku, Rau càng phải thăm ngàn hơn nữa để vượt qua hắn. Cà rốt dịch chuyển tức thời tới đảo Kame gặp lại Quy lão và mọi người. Chi Chi còn tưởng thằng con trai mình làm du côn nhuộm tóc vàng. Cell bên này cũng tập luyện trên vũ trụ, với gen của Phi Gen nên hắn méo bị làm sao cả. Hai ông nhõi đang ngồi câu cá thư giãn, Kuzilin xuất hiện tâm sự tuổi hồng. Chỉ vài hôm nữa vận mệnh của trái đất đều đặt lên vai Goku, mà sao thằng nhỏ lại thư giãn vậy nhỉ? Một ngày nữa trôi qua, Boku no Biko hoàn thành xong khóa huấn luyện aerobic, giờ sẽ đến lượt anh mày. Bulma tiếp tục nghiên cứu về người máy số 16, sức mạnh vượt qua số 17 và 18, nhưng cô không hiểu anh ta lại ngoan như cún. Thành phố vắng keo không còn một bóng người. Quân đội loài người đem toàn bộ vũ khí hạng nặng tới để trừ khử Cell, tất cả đều dồn hỏa lực tấn công bọ hung, phá nát một vùng đất, cái kết còn không gây nổi một vết xước cho hắn. Cell quẹt tay một phát quét sạch toàn bộ binh lính,
Goku dịch chuyển tức thời tới gặp Piccolo, cậu muốn anh tách khỏi Thượng Đế để tạo ra Ngọc Rồng. Nhưng một khi hợp nhất người Namek sẽ không có cách nào thoát ra cả. Đã vậy cả rốt sẽ kiếm một người Namek làm Thượng Đế mới. Cậu dịch chuyển tới gặp thần vũ trụ, ông nhõi vẫn đang ngủ ngon lành cành ổi. Thần vũ trụ cảm nhận được nguồn ki Namek từ hướng này, Goku dịch chuyển tới đó luôn. Để chọn một người xứng đáng làm thần Kami thì không ai khác ngoài Dende, cậu cũng rất thân với Gohan nữa. Triển luôn đê ông cháu ơi, cà rốt mang thằng nhỏ tới thần điện. Phía này, Mr. Satan đã chấp nhận tham gia đại hội võ thuật, anh nhất định sẽ đánh bại Cell. Tuyệt kỹ dịch chuyển tức thời của Goku đúng là hữu ích. Dende rất vui mừng khi gặp lại Kuzilin và Gohan, phải mất 100 ngày mới có thể tái tạo được Ngọc Rồng. Nhưng nếu có mô hình rồng thần ở đây thì cậu có thể tái tạo nó ngay lập tức. Mr. Bobo đưa cho thằng nhỏ. Dende đọc thần sau đó 7 viên ngọc rồng được bắn 7 phía khác nhau. Giờ Goku sẽ đi kiếm chúng. Trăng tự hỏi vì sao ông nhõi lại thoải mái như vậy khi sắp phải đối đầu với một kẻ thù rất mạnh. Gohan cũng không hiểu vì sao ông bố lại thoải mái vậy luôn. Với Zada của Bulma, nhanh chóng cà rốt đã kiếm đủ 7 viên ngọc rồng. Thời gian 10 ngày trôi qua, mọi người đều rất căng thẳng chờ đến giờ chiến đấu. Yamcha và Thiên Sinh Han cũng xuất hiện. Mr. Satan sẽ là người đầu tiên thách đấu với Cell, nhà vô địch thế giới đây rồi. Ông ấy nhất định sẽ thông đít hắn. Nhóm phóng viên chạy tới gần để ghi hình. Satan nói không biết tên bọ xấu xí kia sẽ chịu được bao nhiêu đấm của ông đây. Leo leo nè mại dô. Lúc này Vegeta đã đến trước, số 16 cũng xuất hiện. Satan nói mấy tên nhõi này chỉ giỏi làm tiểu xảo thôi. Ông là ông cho phát bột. Các chiến binh Z bay tới nơi, giải đấu sẽ bắt đầu ngay và luôn chứ nhỉ. Mấy thằng cu muốn gì vậy, nơi này éo phải nơi để chơi đâu nhé. Mau về bú tí mẹ đê, đã vậy thì cho Satan đánh trước. Từ đâu lòi ra vài chiến binh nữa, chúng là đệ tử của Satan. Tóc vàng chưa kịp làm gì đã bị khí lực của Cell đẩy khỏi võ đài. Mập bíp quay tay lao tới bị Cell gốc cho phát ngừng luôn. Mr. Satan cuối cùng sẽ ra tay, ông lấy ra một đống ngói. Sau đó một tay chặt vỡ toàn bộ chúng, ngầu bá cháy chưa bà con. Chỉ lát nữa thôi thằng Cell sẽ bị anh nghiền nát như này. Satan lao tới đấm Cell như con đẻ. Những cú đấm ngàn cân dã lên người hắn khiến thằng cu đứng bất động. Này thì bất động, ông nhõi đã thua cuộc. Đến giờ thông đít thật sự rồi, Goku sẽ là đối thủ của Cell. Ông Satan nói vừa rồi chỉ là trượt chân mà thôi. Đợi ông nghỉ một kẹo rồi vào chiến tiếp. Goku lao tới tấn công Cell. Tốc độ của cậu rất nhanh đánh lừa thằng cu rồi rút hắn rớt võ đài. Làm gì mà dễ vậy chứ. Cà rốt đá hắn lên trời rồi tung Kamehameha bị hắn chặn lại. Cell đánh thằng cu rớt đất. Mấy ông cháu há hốc mồm. Chắc do kỹ xảo thôi, Goku gầm cơ đít thích cơ mông khiến trời đất rung chuyển. Nguồn ki bộc phát thổi bay mọi thứ, Cell cũng không chịu thua. Hắn cũng bắp sức mạnh để khè lại, dứt lời cà rốt đấm thằng Cell như ghẻ. Cuộc chiến thật sự mới bắt đầu, tốc độ của cả hai đã đạt tới mức siêu thanh. Ăn miếng trả miếng, ông cháu quay phim méo thể theo kịp. Cell sử dụng tuyệt kỹ của Thiên Sinh Han, phân thân làm 4 bản thể. Mại dô anh cân 4, tiếp tới hắn tung ma sát pháo quang nhưng cậu né được. Goku dịch chuyển đấm từng thằng rớt đất. Cell bắn ken răng truy đuổi, cà rốt cũng tạo dư ảnh đánh lừa thằng nhỏ. Hắn dồn toàn lực tung Kamehameha hủy diệt cả trái đất. Cũng may Goku chuyển hướng nó lên không trung. Cell bắn tốc độ lao tới tấn công khiến cậu không kịp phản ứng. Trận chiến ác liệt diễn ra vượt qua con mắt của các chiến binh Z. Sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Hai bên cân tài cân sức không ai chịu thua ai. Goku giã hắn một cú thấu xương. Dung chuyển trời đất, các nguồn sóng xung kích bắn tứ tung. Cell phân thân đánh Goku dính đất, thằng cu di chuyển mắc nhanh né đòn. Cell hưng phấn với trận đấu này, hắn tiện tay phá hủy luôn cả sàn đấu. Từ giờ sẽ không giới hạn phạm vi chiến nhau nữa. Cell tung vô số đòn ki tấn công Goku, vụ nổ thổi bay mọi thứ. Hai thằng cu túc tiệp tẩn nhau, giã nhau như một cái mê rách. Cell lại tung đòn ki siêu mạnh nhưng đã bị đỡ lại, cả rốt gồng cơ đít. Cậu dịch chuyển xuống đất tung Kamehameha tất sát thổi bay Cell trong nốt nhạc. Cơ thể hắn đã bị thiêu rụi, trận chiến sẽ kết thúc ở đây sao? Nửa thân dưới của Cell đột nhiên tái tạo lại toàn bộ cơ thể. Hai người túc tiệp lao vào tẩn nhau như nhái. Các nguồn sóng xung kích phá hủy mọi thứ xung quanh. Mặc dù sức chiến đấu suy giảm nhưng Goku vẫn đấm thẳng Cell như con đẻ. Cậu bị hắn đấm dính đất, sau đó tung vô số đòn ki phản đòn. Cell tạo ra một lớp khiên năng lượng bảo vệ cơ thể hắn. Mọi người đều đang theo dõi trận chiến trên truyền hình. Huy lão nói rằng, mặc dù sức mạnh của cả hai ngang nhau, nhưng cơ thể Cell có thể tái tạo giống Piccolo và mạnh lên nhờ tế bào người Saiyan. Lúc này Goku đột nhiên đầu hàng khiến tất cả đều bất ngờ. Cell cũng khó chịu khi đang chiến nhau ngon lành lại bỏ cuộc, là thế méo nào vậy? Satan ra mặt, có lẽ đến lúc anh ra tay rồi. Tự nhiên lại đau bụng quá nên cho anh rút lui nhé. Goku biết kẻ có thể đánh bại Cell, đó là Gohan. Trong thời gian tập luyện với Gohan, cà rốt đã nhìn thấy thằng nhỏ bộc phát nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Trách nhiệm bảo vệ trái đất đều phụ thuộc vào thằng bé 8 tuổi. Để trận đấu khó hơn, Goku đáp cho thằng Cell viên đậu thần. Gohan gồng cơ đít bắp sức mạnh. Cell lao tới tấn công thằng nhóc, ban đầu có thể né được vài đòn. Nhưng sau đó thằng cu bị tóm lại rồi bị tẩn như con đẻ.
Cell bắn trưởng khiến Gohan dính đất, hắn tung vô số đòn kỳ mạnh mẽ tấn công thằng nhỏ. Ở trạng thái này, cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cell giã cậu bay 500m, Boku no Biko rất tức giận, nếu thúc tiệp thì Gohan sẽ chết mất. Cậu vẫn sống sót nhưng muốn kết thúc trận chiến này. Thằng nhỏ biết vì sao Goku lại chọn mình để chiến đấu. Hồi nhỏ mỗi khi tức giận, sức mạnh của cậu thường bộc phát vô cùng lớn, nhưng vì không thể kiểm soát nó nên vẫn yếu đuối như này. Đã vậy anh sẽ khiến Chu phải giận dữ, bộc phát sức mạnh cho tao xem nào. Hắn giã thằng nhỏ như con đẻ, sau đó giang vòng tay lớn nghiền nát Gohan. Nếu không thể khiến chú tức giận thì anh sẽ giết bạn bè của chú. Cell cướp lấy đậu thần từ Kuzilin, đột nhiên số 16 ôm chặt lấy hắn. Anh sẽ hy sinh thân mình quên sinh với Cell, nhưng thật không may. Khi sửa chữa số 16, cha của Bulma đã gỡ quả bom đó ra rồi. Cell nhân cơ hội chưởng nát người anh luôn. Hắn ỉa ra 7 con sên con rồi kêu chúng tới giết mọi người. Mỗi thằng cu đều có sức mạnh rất lớn, đủ để khiến các chiến binh Z chảy chật. Goku bị giã như con đẻ, Kuzilin bị đánh dính đất, bọn nhõi này quả thật rất mạnh. Yamcha bị bẻ gãy tay, Gohan bất lực không thể làm gì. Vegeta tung Final Flash cũng bị nó chặn lại dễ dàng. Phía này số 16 cầu xin Satan hãy mang mình tới gần cậu bé đó. Nhân danh nhà vua địch ta sẽ giúp ngươi lần này. Các chiến binh Z đều bị hành như con đẻ. Satan đáp cái đầu của số 16 tới nơi. Anh khuyên thằng nhóc đừng nên kiềm chế sự tức giận của mình với những kẻ thù độc ác. Hãy bảo vệ thế giới này bằng sức mạnh của mình. Này thì sức mạnh, Cell nhẫm nát đầu của số 16. Điều này khiến Gohan đạt đỉnh điểm của sự tức giận. Cậu bộc phát nguồn ki khủng khiếp phá nát mọi thứ. Trạng thái mới xuất hiện, Super Saiyan 2, Gohan liền cướp túi đậu thần. Cậu giã một thằng sên con ngủ, mấy thằng còn lại lao tới bị đấm nát người. Chúng tung các tuyệt kỹ tất sát tấn công Gohan, nhưng chỉ như gãi ngứa cho thằng nhỏ, cậu cho mỗi đứa một suýt chết luôn. Đến giờ thông đít rồi, mọi người được ăn đậu thần hồi phục. Gohan dễ dàng né các đòn tấn công của Cell, chênh lệch sức mạnh ngay lập tức bị thu hẹp. Các nguồn sóng xung kích nổ tung, từng cú đấm phá nát mặt đất. Cell gồng cơ đít thích cơ mông, hắn gia tăng sức mạnh lên mức tối đa. Hắn lao tới đấm vào mỏ Gohan như mũi đốt, cậu trả lại một cú thấu xương khiến thằng nhãi phọt hết xương cả. Cell sút trong bất lực, thằng nhỏ đá hắn bay 50m, Gohan phải tay đánh bay đòn ma sát pháo quang, sức mạnh quá chênh lệch. Hắn tung Kamehameha toàn lực với ý định thổi bay trái đất. Gohan phản đòn phá nát quả cầu khiến thằng cu ăn trọn tuyệt kỹ tất sát, cái kết hắn bị mất nửa thân dưới. Goku khuyên Gohan nên kết liễu hắn, nhưng thằng nhỏ còn muốn Cell phải nhận thêm đau đớn. Hắn độ cơ bắp tấn công nhưng bị thằng nhỏ giã cho như con đẻ. Số 18 đã bị nôn ra ngoài, Cell mất bản thể hoàn hảo. Hắn bị đấm một cú thấu xương, đã thế bố sẽ quên sinh. Hắn phồng to cơ thể, với quả bom trong người đủ để phá nát cả hành tinh này. Gohan hối hận khi không kết liễu hắn sớm hơn. Goku không còn cách nào khác, cậu tạm biệt Gohan và gửi lời xin lỗi đến Chi Chi vì không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Dứt lời, thằng cu dịch chuyển tức thời mang Cell tới thần vũ trụ, sau đó nổ banh chành hoa lá cùng hắn. Mọi người đều rất buồn khi Goku đã ra đi. Do đã hồi sinh hai lần từ ngọc rồng nên cậu sẽ không thể làm điều đó nữa. Phía này, ông nhõi Goku và thần vũ trụ phải bay qua con đường rắn độc. Ông nhận ra linh hồn của Cell không có ở đây, chứng tỏ hắn vẫn còn sống sót. Cell tung một đòn xiên que trăng trong nốt nhạc. Sau khi tự phát nổ, Cell đã tự hồi phục cơ thể của hắn. Với tế bào Saiyan, hắn đã tiến tới hình thái siêu Saiyan 2 giống Gohan. Nhìn thấy cái chết của Trăng, Vegeta tức giận lao tới tấn công Cell. Anh bắn vô số đòn ki nhưng chỉ như mũi với hắn. Chuẩn bị toang thì Gohan tới cứu Vegeta. Cậu đã bị thương nặng sau đòn đó. Đến lúc kết thúc trận chiến rồi, Cell gồng cơ đít, trái đất này sẽ bị hủy diệt. Đang tuyệt vọng thì đột nhiên tiếng nói của Goku cất lên. Anh tin thằng cu có thể đánh bại Cell. Được bắp tinh thần, Gohan và Cell cùng lúc tung Kamehameha toàn lực, hai nguồn sức mạnh khủng khiếp đối chiến. Nhưng Cell đang dần chiếm lợi thế vì hắn vừa hồi phục sức mạnh, Gohan sắp không cầm cự nổi. Goku biết cậu vẫn sợ trái đất bị hủy diệt nên không bung toàn bộ sức mạnh. Piccolo tấn công Cell, mọi người đồng loạt chưởng hắn nhưng méo xi nhê, nguồn áp lực đã đủ thổi bay tất cả. Đúng lúc này, Vegeta bồi thêm một đòn nữa. Gohan bộc phát sức mạnh đẩy lùi đòn tấn công, tiêu diệt Cell đến mức nguyên tử không thể phục hồi. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, các chiến binh Z một lần nữa đánh bại được kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Đã 7 năm trôi qua kể từ trận chiến ác liệt với Cell bọ hung, nhờ bố con Son Goku mà trái đất mới được bình yên. Lúc này Son Gohan đã 16 tuổi, vì là con ngoan của mẹ nên thằng cu đã trở thành một thiếu niên trung học. Mr. Satan sau khi bú phêm của Gohan cũng biến thành người anh hùng số 1 địa cầu. Thành phố này cũng được đặt theo tên ông ta luôn. Ngoài việc đi học ra, thì Gohan còn có nghề tay trái, đó là bắt tội phạm giúp mấy anh cảnh sát. Chỉ cần vài suất thì bọn nhõi đã không còn răng để hút cháo. Xong việc, cậu lại trở lại trạng thái giả nai không biết chuyện gì xảy ra. Người dân đặt biệt danh cho thằng nhỏ là hiệp sĩ Trấn Bé Đù. Vì có sức mạnh và tốc độ kinh hồn, hôm nay ông cháu được vào một lớp mới. Tại đó con gái Video của Mr. Satan cũng theo học. Nhỏ tóc vàng nói rằng, cậu nên biết ơn ông Satan vì đã đánh bại Cell bọ hung giải cứu thế giới. Vậy luôn sao? Video sau nhiều lần bắt gặp hiệp sĩ Trấn Bé Đù,
Trùng hợp cô thấy bộ đồ Gohan mặc lại y hệt như tên đó, kết hợp với đoạn video các chiến binh Z chiến đấu với Cell nhiều năm trước, có một số người có thể sơn tóc thành màu vàng. Ngay cả khi về nhà video cũng bấu đít theo Gohan, vì sự bất tiện, nên thằng cu mò tới nhà Bulma để tạo một bộ đồ che giấu thân phận của mình. Khi hành hiệp trượng nghĩa, vậy là chúng ta có Saiyan Man. Vừa mặc bộ đồ không lâu đã có cướp trên đường, chúng đã không sợ còn cười ỉa. Nay thì cười ỉa với chúng tôi, Gohan khiến bọn nhõi sợ hãi rồi chuồn khỏi đây. Sáng hôm sau cậu bay đến trường bằng bộ đồ. Bạn bè cùng lớp đồn thổi về hiệp sĩ chấn bé đủ có sơ kim mới. Đang học thì đột nhiên video nhận được thông báo có một vụ trộm, cô bé liền bắn tốc độ rời khỏi đây. Gohan thấy vậy cũng lén ra ngoài biến hình đi kiếm video. Bất ngờ thay là cô bé này cũng có một chút sức mạnh. Sau vài phút đã hạ được bọn cướp, nhưng chiếc ô tô chở hành khách rơi xuống vực. May mắn Gohan đã kịp thời nhấc bổng nó lên, cứu tất cả mọi người. Nhưng cái intro này thì quả thật là ỉa trẻ quá đi. Sau nhiều lần giáp mặt với video trong những vụ trộm cướp, cô bé đã biết Gohan chính là hiệp sĩ chấn bé đủ và là con trai của Son Goku. Vì thế nên nhỏ này đã ép Gohan phải tham gia đại hội võ thuật năm nay để trực tiếp đấu với nhà vô địch Satan. Nếu không cô sẽ tiết lộ danh tính thật sự của cậu cho mọi người biết. Thằng nhỏ đành phải đồng ý, vì đại hội không cho đội mũ bảo hiểm nên Bulma giúp thằng nhỏ cải trang thế này đây. Quá ngầu luôn. Biết Gohan sẽ tham dự, Vegeta cũng muốn chiến với thằng nhỏ. Đang nói chuyện thì đột nhiên giọng của Goku xuất hiện, cả rốt sẽ nhờ tiên tri bà để giúp mình hồi sinh một ngày. Khi đó ông cháu sẽ tham gia đại hội võ thuật cùng mọi người. Gohan rất vui mừng, đã 7 năm rồi cậu chưa được gặp lại ông bố. Cậu đi tìm Kuzilin, người đã rửa tay gác kiếm ngừng cạo đầu. Sau nụ hôn má 7 năm trước thì số 18 đã có bầu và làm vợ của ông cháu. Nghe nói tiền thưởng đại hội võ thuật rất lớn nên số 18 cũng muốn tham gia thi đấu. Chi Chi sau khi nghe tin Goku trở về, cô cũng rất vui, nhưng sẽ vui hơn gấp bội khi ông bố và ông con đạt hạng nhất nhì ắng giải thưởng về. Sáng hôm sau, Gohan và Goten tập luyện cùng nhau. Gohan muốn tập luyện phản xạ bằng cách né đòn, mà thằng em nó ném một phát lủng cái núi thì cho anh suy nghĩ lại phát. Đã thế Goten còn hóa lên trạng thái siêu Saiyan dễ như ăn bánh. Thế là hai anh em lao vào tẩn nhau, mà đen thay là thằng cu, mặc dù biến thành Super Saiyan rồi nhưng lại không biết bay. Đang nói chuyện đột nhiên video đi qua. Thằng nhỏ đã hứa dạy cho cô bé cách tập bay. Goku trên thiên đình tập luyện chăm chỉ không bỏ sót ngày nào. Mỗi thanh tạ đeo lên tay đều có trọng lượng 2 tấn. Nam Kai O kêu thằng khỉ này cũng ghê gớm đấy. Ông tăng mức tạ lên 40 tấn cũng không nhầm nhò gì với thằng nhỏ, khiến chiến binh mạnh nhất phương Nam há hốc mồm. Sau một hồi thăm ngàn cùng vợ tương lai, cuối cùng video cũng lơ lửng được tẹo. Trăng và Vegeta cũng thăm ngàn luyện tập, do bất ngờ vì thằng con mới tí tuổi đã biến được thành siêu Saiyan. Đời bố thì bị đánh thừa sống thiếu chết cũng không biến được, mà đời con thì nó mất vài tháng. Đúng là ỉa chảy mà, Vegeta tạo độ khó khi để Trăng tấn công mình, nhưng anh không chịu nổi áp lực nên đấm luôn thằng con. 10 ngày trôi qua, video đã học được cách bay thành thạo. Thời gian chuẩn bị cho đại hội võ thuật toàn thế giới kết thúc, mọi người tập trung lại một hòn đảo. Goku cuối cùng đã xuất hiện, khiến ai cũng vui mừng khôn xiết. Đây là lần đầu tiên Goten gặp lại ông bố của mình. Cả rốt cũng giật cái mình khi số 18 và Kuzilin cưới nhau. Tất cả mọi người trên thế giới đều không biết về sức mạnh của các chiến binh Z ngoại trừ ông trọng tài ra. Ông cũng rất hào hứng muốn chứng kiến sức mạnh Saiyan. Miễn đừng phá hỏng hòn đảo này là được. Để vào vòng đấu loại trực tiếp, các đấu thủ tham gia phải vượt qua bào kiểm tra bằng cái máy đo lực đấm này. Mấy ông cháu đi ra để nhà vô địch thế giới thể hiện nào. Mr. Satan tung một đấm lên tới 137 điểm. Số 18 tới gõ nhẹ phát đã 774 điểm. Mấy người còn lại toàn hơn 100 điểm. Riêng ông cháu Vegeta thì cho một phát đi luôn cái máy. Trước khi giải người lớn bắt đầu, giải thiếu niên sẽ được tổ chức trước, bỏ qua vài trận đấu tẻ nhạt với những đối thủ yếu ớt. Trận chung kết là trận đấu giữa Trăng và Goten. Mở hối còi hai thằng lao vào tẩn nhau như nhái, vừa bay vừa đấm nhau trên không khiến khán giả ỉa ra quần. Trăng tung ma sen cô tấn công Goten, thằng nhỏ trả lại bằng đòn Kamehameha tí hon chửng chán, rồi lại vào bem tiếp. Trăng khóa tay Goten lại, ông cháu liền hóa Saiyan, mọi người đều há hốc mồm. Goten bay lên trời rồi lao xuống với tốc độ rất nhanh. Trăng nhân cơ hội né đòn đánh và chưởng thằng cu rớt khỏi võ đài luôn. Vì vừa là người chiến thắng nên Trăng sẽ có vinh dự được đối đầu với Mr. Satan. Ông Bắc sợ hãi xóm đái ra quần. Dưới sự ủng hộ của nhiều người, Satan tự tin sẽ hạ gục thằng nhỏ trong 2 chiêu. Con tim tan vỡ, phải nghĩ diệu kế gì để chuồn khỏi đây thôi. Trận đấu bắt đầu, Trăng đấm nhẹ một cái khiến ông cháu bay 50m dính tường. Sau đó, Satan diễn hề để mọi người nghĩ rằng mình đang nhường trẻ con. Game quá dễ, giải đấu dành cho người lớn sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Goten và Trăng muốn tham gia thi đấu, nên hai ông cháu đã móc lốp một thanh niên khác. Goku đột nhiên gặp hai người lạ mặt, sắp tới họ sẽ là đối thủ của cậu trong đại hội võ thuật. Các đấu thủ bốc thăm thi đấu với nhau. Bất ngờ thay, Goku và Vegeta lại đụng độ nhau ngay vòng đầu tiên. Piccolo sẽ đụng độ với Tenshin bí ẩn. AD sẽ không tiết lộ anh ta là Kaioshin tập sự đâu. Trận đấu đầu tiên giữa Kuzilin và tên béo mập địp, thanh nghiêm cậy mình to con, lấy mỡ khè thằng nhỏ. Cái kết bị cậu cho ăn một đấm thấu xương nằm đo sàn luôn. Piccolo và Kaioshin sẽ là hai đấu thủ tiếp theo. Mặc dù chưa vào trận nhưng
Piccolo lại không thể sử dụng được sức mạnh của bản thân, chỉ với một câu nói đã khiến Boku no Pico sợ vãi linh hồn. Thế là anh đầu hàng trong sự bất ngờ của mọi người. Trận tiếp theo giữa Bobovic và vợ tương lai của Gohan, thằng cha này chắc vừa chơi đổ nên như thằng ngáo. Phía này Piccolo đã biết danh phận thật sự của tên lùn này. Anh ta là đại cai Oshin xếp ngang với các vị thần quyền lực nhất vũ trụ. Hồi Còi bắt đầu video sút một cú vào mặt hắn bay 20 mét. Cô lao tới dã hắn như con đẻ, bất ngờ lại không si như gì. Bobovic đấm video một phát rõ đau, sau đó bị sút ra ngoài võ đài. Nhờ vào thuật khinh công nên cô đã thoát thua. Cô nhảy lên sút gãy đầu thằng cu mà hắn bẻ lại như chơi. Hắn bay lên không trung tung một đòn ki siêu mạnh trúng video. Cô bé bị tẩn như con đẻ nhưng nhất quyết không bỏ cuộc. Thằng cha này chẳng biết yêu thương con gái gì cả. Video bị lên gối một cú nát mặt. Gohan rất tức giận nhưng cậu không thể làm gì. Chuẩn bị toang thì đột nhiên có một tên khác kêu Bobovic dừng lại. Hắn sút video rơi võ đài. Goku mang một ít đậu thần tới cho Gohan. Thằng nhỏ cho video ăn một viên thế là khỏe như nhái. Trận đấu tiếp theo giữa Gohan và Kibito chưa bắt đầu, ông ta đã yêu cầu biến lên Super Saiyan. Nếu đã vậy thì anh sẽ chiều. Gohan gồng cơ đích thích cơ mông khiến mặt đất rung chuyển, xâm xét bao phủ quanh người. Nguồn ki bộc phát sau bao lâu kìm nén thoát ra bên ngoài. Mặc dù yếu hơn lúc chiến với Cell, nhưng tầm này là đủ để làm bá chủ vũ trụ rồi. Mọi người đều bất ngờ khi thằng nhỏ vừa sơn tóc, đột nhiên hai tên xấu xa lao tới thông đích cậu. Chúng dùng một chiếc bình để hút toàn bộ sức mạnh siêu Saiyan của Gohan. Sau đó chúng liền rời khỏi đây. Nhân cơ hội, Kaioshin bám đít theo hai tên đó. Goku và Piccolo sẽ đi cùng. Gohan sẽ được Kibito hồi phục lại sức mạnh. Nhóm chiến binh Z đã đuổi kịp Kaioshin. Anh cũng không muốn giấu giếm chuyện này nữa. Từ thời xa xưa, khi Napoleon còn đang tụt quần búng chim, đã có một ma đạo sư gian ác tên BBD. Hắn vô tình triệu hồi một tên ma nhân đáng sợ, Mưu. Chỉ trong vài năm, tên ma nhân đã phá hủy hàng ngàn hành tinh, giết chết 4 Kaioshin. Vì không kiểm soát được thằng cu nên BBD đã phong ấn hắn vào một quả cầu. Cho đến hiện tại, con trai của BBD là BoBD muốn khai mở phong ấn của Mưu. Hắn đã sai thuộc hạ đi hút một nguồn năng lượng cực lớn của Gohan. Kibito và Gohan đã bắt kịp mọi người. Họ dừng lại tại một chân núi và phát hiện tên Body đi cùng với những tên tay sai của hắn. Sau khi bám đít theo hai tên Bobovic, Kaioshin cùng mọi người đã lần theo dấu vết của chúng. Bất ngờ thay tên thuộc hạ lân cận của BoBD chính là Zabuza. Hắn từng là vua của ma giới hắc ám. Ở mặt trái của thế giới thì hắn chính là kẻ mạnh nhất. Giờ đã bị ma thuật của BoBD điều khiển nên mọi người cần hết sức đề phòng. Kuzilin thấy chỗ này hơi nguy hiểm nên chắc phải chuồn khỏi đây thôi. Với số năng lượng dồi dào của Gohan, BoBD nhất định sẽ hồi sinh được ma nhân Buu. Hai tên kia hết giá trị lợi dụng nên đã bị hắn hạ sát trong nhoáng nhạc. Không những vậy, tên nhõi này còn phát hiện mọi người đang theo dõi. BoBD sai Dabuza hãy dẫn dụ chúng vào trong căn cứ, rồi giết chúng một thể. Dứt lời, Dabuza dịch chuyển ngay trước mặt Kibito. Hắn tung đòn khiến ông hùng củ tỏi. Hắn nhổ nước bọt tấn công Kuzilin và Piccolo. Một lúc sau, cả hai đã biến thành tượng đá lúc nào không hay. Chỉ cần đụng vô thì bức tượng sẽ vỡ và không thể hồi phục. Không còn cách nào khác, cứ để cứu hai người kia chính là thông đích thằng Dabuza đó. Mọi người bay xuống dưới căn cứ. Nghe lệnh của BoBD, kẻ thù đầu tiên của Goku chính là Bui Bui. Hắn rất tự tin có thể hạ cả lũ phát một. Đây là tầng địa ngục thứ nhất. Mấy ông cháu chơi oản tù tì để tìm người chiến đấu. Thật là ỉa chảy. Cuối cùng Vegeta đã thắng. Để anh thông đít thằng này, mấy chú sẽ có phần sau. Bui Bui nhảy nhót khoe tốc độ, chuẩn bị tinh thần mà chịu chết đê. Rau dễ dàng né các đòn tấn công của Bui Bui. Anh sút thằng cu cắm dính tường, đấm hắn như một cái mền rách khiến thằng cu không thể phản kháng. Đã vậy, BoBD dùng ma thuật thay đổi môi trường của căn phòng. Đây là hành tinh của Bui Bui, này thì vui với chúng tôi. Giao dịch chuyển tới trưởng thằng cu banh xác luôn. Tầng địa ngục thứ hai đã được mở. BoBD lo sợ sẽ bị thông đít, hắn lệnh cho ra con một con quái vật xanh lẻ xanh lét. Goku sẽ là đối thủ của hắn. Kaioshin còn sợ thằng nhỏ sẽ bị ăn thịt mới ỉa chảy. BoBD đưa mọi người tới hành tinh hắc ám tối đen như mực. Ra con lao tới tấn công Goku. Này thì láo, cậu sút vô mỏ thằng cu khiến hắn bất ngờ. Cả rốt hóa siêu Saiyan cấp một thắp sáng hành tinh này. Mức năng lượng mà BoBD đo được đã vượt qua khả năng mà hắn tưởng tượng. Người trái đất mà mạnh như vậy sao? Ra con bất ngờ hấp thụ sức mạnh của Goku. Sau một lúc, thằng cu trở lại trạng thái thường. Nếu đã muốn ăn như vậy thì anh sẽ cho chú hấp thụ hết luôn nè. Thằng cu cứ thế hút hít mà không để ý đến cái bụng phình ra. Thế là hắn nổ tung con mỡ luôn. BoBD sợ hãi, không ngờ bọn nhõi này lại mạnh như vậy. Công sức dẫn mấy tên xuống đây có khi nó còn thông đít mình luôn quá. Tầng địa ngục thứ ba, Dabuza sẽ ra tay giải quyết bọn chúng. Hắn chui vào trong phong tinh thần rồi hấp tinh đại pháp để tăng tiến sức mạnh. Gohan đang rất hứng thú nhưng đợi mãi chưa thấy thằng cu nào ra. Phía này, đại hội võ thuật đang bị chỉ hoãn. Trăng và Go tên méo có việc gì làm nên vào phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên ông trọng tài xuất hiện, ổng cần mấy thanh niên chuẩn bị thi đấu. Các thí sinh đã bỏ đi gần hết nên Satan đưa ra một sáng kiến tối cao. Do ở nhà bắn phai phai suốt nên ông muốn mở trận Battle Royale giữa năm đấu thủ còn lại. Như vậy sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
Các đấu thủ sẽ chiến đấu đến khi còn duy nhất một người trên sàn đấu. Nhưng Satan lại không nghĩ tới việc vì mình là nhà vô địch, nên khả năng cao sẽ bị hội đồng. Một bước đi vạn dặm đau, giờ muốn cũng không còn cơ hội để đi lại nữa. Năm thí sinh đã hội tụ đủ trên sàn. Trận đấu bắt đầu, hai tên nhõi đã bị đánh bay 50 mét trong nháy mắt. Satan hùng hổ mại dô anh cân hết. Ông tưởng tượng cách đánh bại số 18 và hai thằng cu. Dứt lời thì hai người vào chiến với nhau bỏ mặc ông Satan. Quy lão tiên sinh đã nhận ra Trăng và Gô tên. Sức mạnh của số 18 rất ghê gớm khiến chúng không thể áp đảo. Phía này Dabuza đang vận nội công chuẩn bị tiếp đón Gohan. Piccolo và Kuzilin vẫn bị đóng đá. Dabuzu suy nghĩ về cuộc chiến sắp tới. Xem hắn sẽ bị thông đít thế nào. Trăng bị số 18 đấm như con đẻ. Vì không thể giữ thăng bằng nên nhưng thằng cu vẫn đấm được miếng. Satan ngước nhìn cuộc chiến trong bất lực, mọi người hô hào cổ vũ. Hai người chiến ngang tài ngang sức, vô tên được thời lấy chân sút luôn cho máu. Ấy thế mà đá số 18 dính đất, bọn nhỏ vừa đá vừa đấm khiến cô vất vả chống đỡ. Cô đánh hai thằng nhõi dính đất, Satan tí nữa thì hẹo, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi nhặng chết. Thấy không ăn lại nên Trăng đã đổi chỗ cho vô tên. Ông cháu bay lòng vòng rồi tấn công số 18. Được sự cổ vũ từ con gái, cô được bắp 200% sức mạnh, đấm thằng nhỏ bay dính đất phát nữa, hai thằng cu lại đổi vị trí cho nhau. Số 18 trưởng một cú khiến ông cháu Satan xón đái ra quần. Trăng và Goten hóa lên siêu say ra, điều này khiến số 18 nhận ra, dám cướp tiền bỉm sữa của bà thì còn lâu mới tha. Trăng tung ma sen cô nổ tung một vùng trời, số 18 né được cô bắn đòn khi xé nát bộ đồ. Vậy là lộ rồi nhưng cứ lên chiến cái đã, ba người lại lao vào tẩn nhau. Nhưng thấy trọng tài truất quyền thi đấu nên mấy thằng cu chuồn khỏi đây. Hiện tại Satan và 18 sẽ chiến với nhau. Cụ đi chân lạnh toát nhưng vẫn phải ra oai với khán giả cái đã. Trăng và Goten vô tình gặp video bay ngang qua. Lúc này Gohan đợi nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ai. Dabuza vừa luyện công xong. Đít các chú chắc ok lắm đấy, chuẩn bị mang mông để anh thông nào. Bobby lại dịch chuyển mọi người tới một hành tinh lạ. Phía này, ông Satan sắp đái ra quần đến nơi. Ông bị số 18 kẹp cổ. Cô đưa ra một điều kiện tuyệt vời, đó là đưa cho cô 20 triệu để đổi lấy chiến thắng. Vì cơ đồ gây dựng và người hâm mộ, Satan đồng ý. Nào Mại Dô, ta sẽ hạ cô trong một đòn duy nhất. Ông lao tới đấm số 18 như điên, sau đó tung đòn quyết định đánh bay cô khỏi võ đài. Đại hội võ thuật cuối cùng đã tìm ra được chủ nhân, không ai khác lại là Mr. Satan. Hai thằng cu Goten và Trăng nghe câu chuyện từ video, hứng thú vãi chưởng nên đã bắn tốc độ bay tới đó. Phía này, Gohan và Dabuza lao vào giao chiến. Cậu dễ dàng né các đòn kiếm khí của hắn rồi sút vào mỏ thằng cu bay 500m. Dabuza điều khiển đất đá tấn công Gohan. Cậu hóa siêu Saiyan cấp 1, dịch chuyển đấm hắn một cú thấu xương. Sức mạnh quá chênh lệch, Gohan tung vô số đòn ki. Dabuza gầm cơ đít thích cơ mông khiến trời đất rung chuyển. Sau đó hai người chiến đấu ngang tài ngang sức, tốc độ sức mạnh của Ma Vương tăng thấy rõ. Hắn bắn đòn ki siêu mạnh nhưng bị Gohan né được. Bất ngờ cậu bị dính quả cầu năng lượng bay 40m từ dưới nước. Thằng nhỏ bay lên bị ăn thêm một đòn nữa. Hai người lao vào tẩn nhau như nhái, tốc độ đạt tới mức xe gió nhưng Gohan không thể ăn lại hắn. Do đã lâu không tập luyện nên thằng nhỏ rất chật vật. Dabuza cầm kiếm chém Gohan như con đẻ. Cậu may mắn đỡ được rồi một tay bẻ gãy thanh kiếm của hắn. Vegeta nóng lòng muốn kết thúc vụ này nhưng Goku méo cho. Dabuza thấy điều gì đó là lạ ở anh rau. Hắn yêu cầu Bobby đi dịch chuyển mọi người về căn cứ. Sau đó thằng cu trốn khỏi đây. Dabuza nói với Bobby đi rằng Rau là kẻ có tà tâm và tham vọng rất lớn. Chỉ cần hút năng lượng của anh thì Bu sẽ được hồi sinh. Vegeta bực bội khi ở trong cái xó xỉnh này. Anh tính tiêu diệt luôn cả lũ này trong một đòn. Nhưng Goku đã ngăn anh lại. Chắc hẳn chúng phải có âm mưu gì đó. Bobby đi sử dụng ma thuật bóng tối, áp chế tinh thần của Rau khiến đầu anh đau đớn. Kaioshin biết tên lùn này đang bị điều khiển. Hơn nữa Vegeta còn được bắp thêm sức mạnh. Trời đất đột ngột rung chuyển. Nguồn ki của Rau tăng đột biến trên trán ông cháu đã có dấu ấn Majin. Sau đó Bobby đi đưa tất cả tới đại hội võ thuật trước sự bất ngờ của mọi người. Mặc dù đã có dấu ấn Majin, nhưng Bobby đi chưa thể hoàn toàn điều khiển Vegeta. Giờ mục tiêu của Rau chỉ có Goku mà thôi. Anh liền trưởng cả rốt một cú siêu mạnh. Cái kết đã khiến cả khán đài phía đông bị phá hủy, giết hại vô số người. Mr. Satan sợ hãi không biết phải làm gì. Goku đoán được Vegeta đã tự để ma thuật của Bobby đi xâm nhập vào cơ thể. Dứt lời thằng cu trưởng thêm phát nữa nát khán đài phía tây. Đến nước này Goku đã thực sự tức giận. Cậu hóa trạng thái siêu Saiyan cấp 1. Việc so tài cao thấp với cả rốt là thứ duy nhất Rau muốn trên cõi đời này. Đường đường là hoàng tử Saiyan lại thua kém một thằng chiến binh cấp thấp thì quá là ỉa chảy. Méo thể tha thứ được, anh nhất định sẽ thông đít chú. Kaioshin tính ngăn cản trận chiến này lại nhưng để bảo vệ mạng sống của người dân, anh bắt buộc phải bỏ qua. Bobby đi dịch chuyển tất cả tới một điểm hoang vắng để trận chiến không làm liên lụy tới dân thường. Bobby đi khống chế Rau phải giết Kaioshin.
nhưng ý chí của Vegeta đã chống lại ma thuật một cách mãnh liệt. Gohan và Kaioshin sẽ xuống tầng địa ngục tiếp theo để ngăn kế hoạch của Bobby đi. Đến giờ thông biết rồi, anh sẽ nhất định đánh bại chú. Goku và Vegeta đều tiến lên dạng Super Saiyan 2, khiến này Gohan dễ dàng hạ được đám loi nhoi của Bobby đi. Vegeta không chần chừ lao tới tấn công Goku, anh đánh thằng nhỏ dính đất, hai người lên vôi xem ai chân dài hơn, giao tung vô số đòn đấm cà rốt, sau đó anh bị đá bay 20 mét. Trận chiến ác liệt diễn ra, mỗi lần bị ăn đòn của Goku đều sẽ được chuyển thành năng lượng cho Majin Buu hồi sinh. Do dịch chuyển rồi trưởng cà rốt bay dính núi, hai khứa tung đòn khi đối chiến, nguồn áp lực bị dồn nén nổ tung một vùng trời. Phía này Gohan đã tìm thấy quả cầu chứa Majin Buu, Bobby đi xuất hiện với bộ dạng nham hiểm. Sau đòn đối chiến cực mạnh, Goku bị Vegeta ném dính tường, giao khóa cơ thể của cậu lại, sau bao nhiêu lần để cà rốt vượt mặt mình. Cuối cùng anh đã có cơ hội trả thù, mang đít đây để tao không nào. Goku gồng cơ mông phá vỡ lớp đá, cậu đấm rau một cú thấu óc, sau đó giã rau như con đẻ, thằng nhỏ chui vào hang động bị rau đánh lén, tẹo nữa thì bị xiên que. Hai người tung đòn tất sát đối chiến săn phẳng cả ngọn núi, trứng của Majin Buu sắp được hấp thụ đầy năng lượng. Bobby đi dịch chuyển Gohan và Kaioshin ra bên ngoài. Thằng nhỏ nhớ lời Goku nói, chỉ cần nổi giận thì không chiến binh nào có thể đánh bại cậu. Gohan gồng cơ đít hóa lên siêu Saiyan cấp 1. Trận chiến giữa Goku và Vegeta vẫn túc tiệp diễn ra căng thẳng, cân tài cân sức không ai chịu thua ai. Sức mạnh của rau sau nhiều năm thăm ngàn cuối cùng đã đuổi kịp cà rốt. Trong lúc tẩn nhau dữ dội thì năng lượng tích tụ cho quả trứng đã đầy. Majin Buu sắp được hồi sinh đến nơi. Lúc này, hai ông nhõi Trăng và Goten đang bay đi tìm Majin Buu xem mặt mũi hắn như lào. Ai dè buồn tẻ quá nên phải xuống khe núi nhỏ giải quyết nỗi buồn. Vegeta và Goku thì tẩn nhau như nhái. Sức mạnh và tốc độ của hai người đã đạt tới cảnh giới siêu thanh. Đã 7 năm trôi qua cà rốt mới được thư giãn gân cốt như này. Cậu lao tới xúc rau dính núi, sau đó bắn vô số đòn khi tấn công, mặt biển bị rung chấn dữ dội. Vegeta tung Garlic Hole nổ tung mặt đất, may mắn Goku né được. Giao nói rằng sau khi nhìn thấy sức mạnh của Goku trước tên gia con, anh nhận thấy mình lại bị cà rốt vượt mặt, chính vì thế nên anh đã để cho Bobby đi khống chế mình. Ở đại hội võ thuật, tên Bobovic đã được bắp sức mạnh rất nhiều khi dính phong ấn Majin. Vegeta hiện tại cũng không ngoại lệ, chỉ vì lý do muốn thông đít tôi mà ông bạn để cho tên lùn kia thao túng sao, thật là ỉa chảy. Phía này Gohan không thể chần chừ đứng đợi thêm nữa, bắp sức mạnh của mình lên cực đại, cậu tung Kamehameha toàn lực đánh thẳng gào quả trứng. Nếu có một chút hy vọng thì hay mong chờ vào đòn tấn công này. Thằng nhỏ tiếp tục tung đòn nhưng đều không có tác dụng, quả trứng vỡ làm đôi, bên trong tỏa ra một đám khói hồng rồi mất hút. Bobby đi rất tức giận, công sức của hắn bấy lâu tan thành mây khói. Gohan cảm nhận được một luồng ki khủng khiếp đang tích tụ trên trời, sau đó nó dần hóa thành bản thể béo ú mập điệp siêu cấp dễ thương. Trận chiến của Vegeta và Goku vẫn túc tiệp tiếp diễn, hai người ăn miếng trả miếng từng chút một, ngang tài ngang sức đấm nhau đến sang mai cũng chưa xong. Mặc dù chưa nhìn thấy Buu lần nào, nhưng Bobby đi chắc chắn thằng đục đục này là bản diêu. Gohan cảm thấy lạ khi một ma nhân tưởng phải ghê gớm lắm chứ. Buu béo tiến gần đến chỗ mọi người, rung răng rung rẻ như thằng trẻ trâu mới nhú. Phía này Goku cảm nhận được lượng ki khổng lồ ở gần đây, có lẽ ma nhân Buu đã được hồi sinh rồi. Vegeta thì thật là cảm giác, anh nhận thấy tên ma nhân cũng chỉ thuộc hạng soàn mà thôi, với sức mạnh của hai khứa hiện tại cũng đủ để thông đít hắn rồi. Bobby đi tự nhận mình là chủ nhân của Buu béo mà thằng nhỏ éo ke, đã thế nó còn dọa cho xóm đái ra quần. Dabuza nói nó chỉ là một đống mỡ ngu ngốc. Buu liền giận tím người, khói trắng nhả ra từ cơ thể. Tên béo đấm Dabuza nát mặt, sau đó rút thằng cu bay 500 mét. Sức mạnh quả là ghê gớm, luồng ki vừa tăng lên khiến ai cũng phải chú ý. Lúc này Goku đang muốn dừng trận chiến này lại, điều quan trọng là tên ma nhân Buu đó. Vegeta đồng ý, vậy thì mau đưa anh hạt đậu thần nào. Ông cháu liền đánh lén cà rốt ngủm củ tỏi luôn. Chính rau sẽ giải quyết thằng Buu rồi sẽ tới thông đít Goku sau. Gohan một hồi xem xét kỹ lưỡng thì xác nhận Buu béo không khác gì một đứa trẻ, nhưng với sức mạnh đó thì cậu cũng không phải là đối thủ của hắn. Gohan dắt tay Kaioshin cao chạy xa bay, thế quái nào Buu béo đã bắt kịp đánh cậu dính đất. Kaioshin tung một đòn ki rất mạnh, nhưng không hề hấn gì với hắn, sau đó hắn giã Kaioshin dính đất nốt. Tên nhõi này dám chơi đùa với ta sao? Kaioshin đẩy lùi hắn bằng ý nghĩ, hắn đá lông nheo phát anh bay 400 mét. Gohan tới cứu giúp, cậu bị Buu béo trưởng đòn ki siêu mạnh tí thì ngủm. Bobby đi phấn khích, cuối cùng hắn đã thành công trả thù cho bố của hắn. Đang tẩn nhau thì Buu béo cảm thấy đói, một ngọn giáo xuyên qua cơ thể hắn. Dám láo với bố nè, Trăng và Goten vừa mới tới đây. Hai thằng nhỏ tò mò muốn xem mặt mũi của Buu thế nào. Ai ngờ chúng phát hiện ra bức tượng đá Piccolo và Kuzilin. Dabuza nhận thấy thằng Buu này chỉ quan tâm đến bản thân hắn, sớm muộn gì cũng lật mặt thông đít Bobby đi mà thôi. Buu béo rút cây giáo như bỡn, hắn hồi phục trong phút mốt. Dabuza túc tiệp giã hắn như con đẻ cũng không si nhê. Hắn bắn vô số đòn khi tấn công ma nhân Buu. Sau đó Dabuza bị Buu béo biến thành một chiếc bánh quy. Cái chết của vua hắc ám đã khiến bức tượng Kuzilin và Piccolo trở về trạng thái thường. Mọi người đều sợ hãi trước luồng ki của Buu béo.
Hắn còn muốn ăn thịt thêm Kaioshin cho đã cái nư, chuẩn bị toang thì đột nhiên có một vụ nổ lớn. Phi thuyền của Bobby đã bị phá hủy, Vegeta xuất hiện, cái tên mặt thộn kia chính là ma nhân sao, thật là ỉa chảy. Bưu béo tức giận, dám chê anh mày sao, chú sẽ phải trả giá. Trong mắt của Vegeta, Goku luôn đi trước một mình một bước, lại còn hy sinh tính mạng bản thân để cứu anh và mọi người nhiều lần. Đối với hoàng tử Saiyan thì đó mới là trách nhiệm của Zao. Anh gồng cơ đít bắp nguồn ki của mình lên, trời đất rung chuyển, Zao lao tới đấm hắn như một cái mềm rách. Tốc độ của anh còn trên thằng Bưu Mập một bậc, sức mạnh áp đảo đấm lõm người thằng cu. Mặc dù ăn rõ nhiều đòn nhưng thế quái nào hắn chẳng ho he một tiếng. Zao đánh thằng cu dính đất, khả năng hồi phục của Bưu quá ghê gớm. Vegeta tung một đòn xuyên qua cơ thể của hắn, mọi chuyện dễ dàng kết thúc ở đây sao? Cái bánh donut vừa tạo ra lập tức hồi phục, Bưu gồng cơ đít thích cơ mông. Sức mạnh của hắn bỗng tăng vọt, nguồn ki hồng nam tính lấn át cả một vùng trời, thổi bay toàn bộ mọi thứ xung quanh. May mắn không ai bị sao cả, chỉ một cú gồng nhẹ đã khiến Zao phọt hết tương cà. Không ngờ sức mạnh khủng cỡ vậy. Goku thì ngất tạm thời, Gohan không biết còn thở hay không, khả năng của hắn còn vượt trên siêu Saiyan 2. Bưu véo ra một ít mỡ, thằng cu vừa chạy vừa bắn vô số đòn ki tấn công Zao, sau đó trói anh lại dễ dàng. Hắn đè anh sạch lép rồi ra anh như con đẻ. Trăng tức giận lao tới sút Bưu bay 500m. Vegeta bị tẩn thừa sống thiếu chết. Piccolo định tấn công Bobby đi nhưng hắn đã kịp thời tạo khiên. Nếu không ăn được thằng Bưu thì phải giết thằng đầu sỏ. Mày thì láo cá chó với anh này, một chém bay đôi cơ thể. Vegeta đã nghĩ tới cách cuối cùng có thể hạ Bưu béo. Anh ôm Trăng vô lòng, rồi đánh thằng nhỏ ngủ luôn. Goten cũng bị tương tự. Piccolo hiểu ý đưa hai thằng nhỏ rời khỏi đây. Cuộc đời của hoàng tử Zao đã có quá nhiều trắc trở rồi. Anh sẽ dùng sinh mạng này để đưa thằng mập đi theo. Zao gồng cơ đít, anh tạm biệt tất cả mọi người, sau đó sử dụng tuyệt kỹ tất sát bom hy sinh. Một vụ nổ khổng lồ phát ra, quét sạch toàn bộ mọi thứ. Bưu béo cũng tan xác thành từng mảnh nhỏ. Sau vụ nổ, Vegeta đã trở thành một cái xác khô rồi vỡ tan thành từng mảnh. Piccolo giao hai đứa nhỏ cho Kuzilin, còn anh sẽ đi do thám tình hình. Ma nhân Bưu chỉ còn vài miếng thịt lác đác trên đất, thế vẹo nào tên Bobby đi vẫn sống nhăn răng. Đột nhiên mấy miếng thịt hồng cử động, chúng nhanh chóng tập hợp và phục hồi lại toàn bộ cơ thể của Bưu. Boku no Miko sợ hãi chạy khỏi đây, thằng cu này sống dai quá, hắn liền hồi phục cơ thể cho Bobby đi. Piccolo đuổi kịp Kuzilin và thông báo cho cậu việc này, họ nên lên trên thượng đế để lánh nguy. Những người mạnh nhất đều đã ngủ rồi, phía này Kaioshin vẫn còn sống sót. Goku đã tỉnh dậy sau cú đánh lén của Zao. Cậu cũng đoán được Vegeta sẽ tự mình giao chiến với Bưu. Nhóm của Bulma lúc này đang đi tìm viên ngọc rồng cuối cùng để hồi sinh mọi người. Đột nhiên một con quái vật ấm luôn viên ngọc rồng vô bụng. Yamcha tung trưởng đánh bại nó luôn. Cà rốt đã dịch chuyển tới đây, Dende trị thương cho cậu. Piccolo kể lại toàn bộ mọi thứ cho mọi người nghe. Nếu Goku không ham chiến đấu với Zao thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Bởi cậu mới học lén được một tuyệt kỹ mới dưới địa phủ, đó là lưỡng long nhất thể. Hai người hợp làm một với sức mạnh khủng bố, giống với Boku no Biko vậy. Hiện tại chỉ có Trăng và Goten mới có khả năng hợp thể mà thôi. Sức mạnh và kích cỡ của chúng đều tương đương nhau. Phía này 7 viên ngọc rồng đã được gom đầy đủ. Rồng thần trái đất đã được triệu hồi. Bulma hồi sinh thành công tất cả những người đã chết trong hôm nay. Ngay cả Kibito vậy, ông nhanh chóng đi tìm xác của Kaioshin. Cũng may thanh niên còn thở và được hồi phục lại sức mạnh. Goku cùng mọi người dịch chuyển tức thời lên thượng đế lánh nạn. Ma Bưu nghe lệnh của Bobby đi, kiếm bánh gato ăn cho đã. Cảnh sát bao vây tấn công Bưu béo. Gohan cuối cùng đã được Kaioshin tìm thấy, cậu chính là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Phía này mọi người đã biết thông tin Zao và Gohan đã ngủm củ tỏi đang nói chuyện, thì đột nhiên Bobby đi liên kết với toàn bộ nhân loại. Hắn yêu cầu nhân loại phải giao nộp Trăng, Goten và Piccolo, nếu không cả trái đất này sẽ bị hủy diệt. Bưu béo biến con người thành những viên kẹo rồi nuốt vô bụng. Hắn thổi bay cả thành phố chỉ trong một nốt nhạc, dù rất muốn nộp mạng, nhưng Piccolo cần phải dạy cho hai đứa nhỏ chiêu lưỡng long nhất thể. Trước khi Goku hết hạn sử dụng trở về cõi âm, Trăng và Goten đã tỉnh dậy. Hai thằng cu không biết nơi này là nơi nào nên đã mạnh dạn đi khám phá. Gohan được Kaioshin chuyển tới thánh địa Kaio. Kibito hồi phục sức mạnh cho cậu. Kaioshin nói sẽ giúp cậu sử dụng được thanh kiếm Z. Chỉ cần có nó nhất định Gohan sẽ đánh bại được Majin Buu. Mọi người bay tới nơi phong ấn thanh kiếm Z. Nhiệm vụ của Gohan phải rút thanh kiếm này khỏi tảng đá. Đến lúc hai đứa nhỏ phải học chiêu thức lưỡng long nhất thể. Gohan phía này rút không nổi thanh kiếm củ chuối này, cậu hóa lên hình thái Super Saiyan và thành công rút được nó. Thằng cu chính là người được chọn, nhưng để cầm nó lên thì quá nặng, chắc nó cũng cỡ vài trăm tấn cũng nên. Kibito gồng cơ đít còn chẳng làm nó nhúc nhích. Phía này, tên Bobby đi lại kiếm thêm một thành phố nữa để tàn sát. Bưu béo biến toàn bộ mọi người thành miếng sikula ngon lành. Sau đó hắn nuốt hết vô bụng rồi tàn phá cả thành phố. Trăng và Goten hóa thành siêu Saiyan. Để fusion hoàn hảo thì cả hai phải có một lượng ki tương tự nhau. Kuzilin chợt nhớ tới thời mà cậu cùng Goku được Quy lão huấn luyện. Trái đất đang lâm nguy khi thằng Bưu béo đi phá làng phá xóm, giết hại vô số người. Đột nhiên có bà béo nào đó liên lạc với Bobby đi. Hai nơi ở hiện tại của Trăng là tập đoàn Capsule thành phố phía Tây. Sau đó hắn thông báo với mọi người sẽ nhanh chóng đến đó. Lúc này tuổi có ba mẹ Bulma sẽ bị sát hại mất.
Bulma nói rằng máy dò ngọc rồng còn ở nhà cô, đã vậy, thì Trăng sẽ về nhà lấy ra đa, còn Goku sẽ đi cầm chân Majin Buu. Cả rốt ngay lập tức dịch chuyển tức thời đến gặp hắn. Sao đây, chú em muốn bị thông đít hay sao mà tự mình nộp mạng vậy? Goku khịa, thằng béo mạnh vậy mà để tên vô dụng kia thao túng tâm lý sao? Thật là ỉa chảy, cậu hóa lên siêu Saiyan cấp 2. Lần này cả rốt sẽ phá vỡ giới hạn siêu Saiyan một lần nữa. Phía này, Satan lại hùng hổ tuyên bố sẽ hạ Buu trong nốt nhạc. Ông sẽ chờ hắn đến rồi giải quyết. Cả rốt câu kéo thời gian nhiều nhất có thể, cậu gồng cơ đít thích cơ mông. Nguồn ki tỏa ra thật khủng khiếp, cả trái đất rung chuyển dữ dội, mái tóc của thằng cu bỗng chốc dài ra tới tận mông, mất luôn bộ tràm mày. Độ đẹp trai đã giảm xuống âm vô cùng, cùng với đó là nguồn sức mạnh vô biên. Cậu lao tới tấn công Bưu béo với tốc độ rất nhanh, nhưng để hạ được Bưu vẫn cần một khoảng cách sức mạnh nữa. Trong khi Goku đang cầu kéo thời gian với ma nhân Bưu, giã cho thằng cu như cái mền rách, thì Trăng đã kịp lúc về nhà. Cà rốt ném Bưu béo bay 500m dính đất, hắn bắn vô số đòn ki trả đòn lại cậu rồi đấm một cú nhẹ như bông. Thần vũ trụ nói rằng nếu cà rốt còn giữ trạng thái siêu Saiyan cấp 3, thời gian còn lại ở trái đất sẽ bị giảm. Mặc dù vậy nhưng đây là cách duy nhất để cầm chân hắn. Sức mạnh và tốc độ của cả hai đều ngang cơ nhau, nhưng thằng mập lại có khả năng phục hồi khó chịu. Hắn phình cơ thể nuốt Goku vào trong, cậu gồng cơ đít nổ tung cơ thể của thằng cu. Trăng bên này thì mò mãi chưa thấy cái máy dò đâu cả. Để túc tiệp câu giờ, cà rốt phải vừa đánh vừa nhây với hắn. Bulma nói rằng máy dò trước đó đã để trên máy bay rồi còn đâu. Cũng may video mang điện thoại để liên lạc. Phía này Goku tung Kamehameha xiên que Bưu béo. Tất nhiên hắn méo nhầm nhò gì cả. Hắn bắt trước Goku tung đòn tấn công cậu, cái kết khiến cả vùng trời bị nổ tung. Không ngờ nhìn đục đục mà chú em cũng có thể bắt trước đòn thế của anh cơ đấy. Phía này Trăng đã tìm thấy máy dò rồi, thằng nhỏ lại bắn tốc độ rời khỏi đây. Goku đã cảm nhận được khí của cậu, thời gian câu kéo đến đây là hết rồi. Cà rốt dịch chuyển tức thời, Bobby đi tức giận kêu Bưu béo đi tìm Goku. Đã thế lại còn chửi thằng nhỏ mập điệp vô dụng. Điều này khiến Bưu béo tức giận, hắn tiễn luôn Bobby đi xuống suối vàng. Thêm một đòn nữa nổ banh sát cho khỏi phục hồi luôn. Mọi người đã cảm nhận được nguồn ki của Bobby đi biến mất. Đây là cơ hội để Bưu đại khai sát giới. Hắn tìm những thành phố to lớn rồi hủy diệt mọi thứ bằng hơi thở củ chuối. Người dân bị giết không nương tay. Chỉ vài phút trôi qua hắn đã giết 1/3 dân số trái đất. Thời gian gấp rút, Goku cần phải dạy cho hai nhóc kia chiêu lưỡng long nhất thể. Cậu chỉ còn 30 phút trên trái đất này mà thôi. Gohan đang thăm ngàn luyện tập cùng thanh kiếm Z. Cậu dần thành thục một cách dễ dàng để đạt tới cảnh giới mạnh nhất. Đáng nhẽ ra với trạng thái Super Saiyan 3, Goku đánh nghiêm túc thì chắc chắn có thể tiêu diệt được Bưu béo. Nhưng vì tin vào sức mạnh của hai đứa nhỏ nên cậu đã nhả cho hắn sống. Thật là ỉa chảy, Trăng lúc này đã quay trở về. Thời gian gấp rút, hai đứa sẽ học khu xử ngay lập tức. Lực lượng con người chống trả quyết liệt nhưng đều bị Bưu béo củ hành. Trăng và Goten tập luyện cho lượng ki cân bằng. Goku biểu diễn đoạn múa khu xử, lấy Piccolo ra làm mẫu nhìn hơi bị ỉa chảy. Hai thằng nhỏ vẫn cần thời gian để tập luyện thêm, giới hạ giới. Sau thời gian phá làng phá xóm, hắn túc tiệp đi phá làng phá xóm tiếp. Bưu béo biến toàn bộ mọi người thành đất sét, sau đó thổi bay tất cả. Hắn xây dựng một căn nhà để nghỉ dưỡng. Ma nhân thì vẫn phải đi ỉa đánh răng rồi đi ngủ nhé. Phía này, hai thằng cu tập luyện rõ chán mà không hiệu quả. Trăng muốn Goku biến thành siêu Saiyan 3 xem ngầu thế nào, như vậy mới có động lực để tập luyện hợp thể. Đã vậy thì cả rốt đánh phải gồng cơ đít thích cơ mông, hóa lên trạng thái Super Saiyan 3, ngầu chưa các cháu ơi, mà chú hết sức mẹ rồi, thời gian để Goku ở trái đất đã hết, mọi chuyện phải nhờ Piccolo chỉ dạy. Khổ nhất là Chi-Chi, vừa phải xa chồng lại mất thêm Gohan nữa. Mọi người tạm biệt cà rốt và tiên tri bà, cậu trở về thế giới bên kia. Trên con đường rắn độc, có quá nhiều linh hồn đang chạy tới địa phủ. Goku gặp Diêm Vương, cậu hỏi ổng xem linh hồn của Gohan có qua đây không? Bất ngờ là thằng nhỏ vẫn còn sống, Bưu béo thì vẫn phá hủy mọi thứ theo cách hắn muốn. Goku dịch chuyển tức thời tới chỗ của Gohan. Thời gian này cậu muốn xem xét tình hình luyện tập của Gohan. Hai đứa nhóc quên bài hợp thể nên Piccolo và Kuzilin phải làm lại cho chúng xem. Thật là xí hổ nhưng vẫn phải làm. Người chết trên trái đất đã mất đi 2/3 rồi. Chỉ cần thêm một ngày nữa thôi nhất định Bưu béo sẽ săn phẳng hành tinh này mất. Đang bay thì nhìn thấy một cậu bé. Để cho thằng nhỏ sợ nên Bưu đã chữa lành đôi mắt cho thằng bé. Cái kết nó đã không sợ còn cảm ơn mập điệp rối giết. Dù sao thanh niên cũng chỉ là trẻ trâu mới nhú. Bưu béo biến một người thành sữa rồi mang tới cho cậu bé uống. Xong việc thì thằng cu lại túc tiệp phá hủy thành phố. Gohan thăm ngàn luyện tập với thanh kiếm Z, cuối cùng đã kiểm soát hoàn toàn được nó. Để test độ sắc bén, Gohan sẽ đôi một tảng đá lớn dễ dàng. Kaioshin tạo ra một quặng kim loại cứng nhất vũ trụ, đó là Vibranium. Gohan chém thử mà gãy con mợ nó luôn, ăn chuối cả nải rồi. Đột nhiên một giọng nói cất lên, ông chính là tổ sư 15 đời trước của Kaioshin. Mọi người đều bất ngờ,
Ổng nói hồi xưa có một kẻ rất mạnh đã phong ấn ông vào thanh kiếm Z. AD sẽ không tiết lộ kẻ phong ấn tổ sư chính là thần hủy diệt đi rất đâu. Goku tính test sức mạnh của ổng nhưng éo thể ngờ lại yếu như con cuốn chiếu vậy. Ấy vậy mà tổ sư có cách để đánh bại ma nhân Bu đó. Điều kiện là phải cho ông cháu sờ ngực với mông của một cô gái xinh đẹp nào đó. Ok luôn, tổ sư có thể kéo giới hạn sức mạnh của bất kỳ ai lên tối đa, thậm chí là vượt qua nó hàng nghìn lần. Gohan là người rút được thanh kiếm nên cậu sẽ được chọn. Dứt lời, ông cháu lập nghi lễ, nhảy loang quăng như đang chơi đồ. Phía này, Vô Tên và Trăng bắt đầu thực hiện lưỡng long nhất thể. Một luồng khí được giải phóng tạo ra thằng nhóc mập địp. Nhìn ỉa chảy như này thì biết là sai rồi. Mọi người phải thêm 30 phút nữa để chúng tách ra. Lần tiếp theo ra bản thể gầy dơ xương. Đến lần cuối cùng hợp thể tạo ra Gô Tên hoàn thiện. Đến giờ thông đít tên ma nhân Bu rồi. Thằng nhỏ lập tức đi kiếm hắn. Goku đánh một giấc no say nhưng nghi lễ của Gohan vẫn chưa hoàn thành. Bu béo tiếp tục chút cơn ngáo đá lên người dân vô tội. Đột nhiên hắn bị thứ gì đó xiên que, đó chính là Gô Tên. Đến giờ thông đít rồi, thằng cu lao tới sút Bu béo 500m. Cậu dồn toàn bộ sức mạnh vào những đòn khủng nhất tấn công hắn. Cái kết méo có tác dụng, Bu béo lao tới tẩn thằng cu như con đẻ, xương húp hết mắt. Hắn đánh cậu bay dính tường, chuẩn bị toang thì quân đội loài người tới trợ giúp. Họ dồn hỏa lực nã hắn mà không ăn thua. Cũng may ông cháu Gô Tên vác được cái xác về. Tổ sư Kaio đang miệt mài tụng kinh nghiệm chú cho Gohan. Dân số loài người sắp trở về con số không khi chưa chiến binh nào có thể ngăn chặn hắn. Thành phố toang hoang, một nhân vật tự tin đứng lên chống lại Bưu. Đó là Mr. Satan. Đến giờ thông đít thằng mập địp đó rồi. Ông rón rén nhẹ nhàng đi tới gần hang ổ của hắn. Nếu gặp may thì hắn hiện tại không có ở nhà. Mại dô anh cần hết. Đang ra oai thì đột nhiên Bưu béo nó về thật. Em chào anh Bưu đẹp trai. Em có quà cho đại ca đây. Sô-cô-la thượng hạng siêu cấp VIP Pro. Thêm qua PlayStation này nữa, chơi game cứ phải gọi là phê. Satan kích nổ quả bom cứ tưởng ăn được hắn cơ. Thấy ông thú vị thế là Bưu cho ông làm người hầu của hắn luôn. Thật là ỉa chảy. Sau 5 tiếng nhảy nhót như ngáo đồ thì cuối cùng tổ sư Kaio đã xong việc. Gohan sẽ tiếp tục ngồi im tại chỗ tập trung tinh thần. Để ông truyền sức mạnh cho. Hai ông nhõi sau khi bị tách ra bị thương rất nặng. Vô Tên còn bị tét đít phát khóc. Điều cần làm bây giờ là họ phải luyện tập thật nhiều để hóa trạng thái siêu Saiyan. Sau đó hợp thể tạo ra Gô Tên trong trạng thái này luôn. Ông nhõi lại kiêu ngạo bay xuống tìm thằng Bưu mập, tiện thể lượn vài vòng trái đất. Lượn xong thì nằm ngủ một lúc, ngủ xong lại đi kiếm nơi ở của mập địp. Chuẩn bị đánh nhau thì hợp thể bị tách rời. Hai ông cháu đã không để ý thời gian biến hình chỉ có 30 phút, thế là chuồn lẹ khỏi đây không Bưu nó dã chết. Satan thì đang đọc chuyện cho hắn nghe, đến giờ phải đi tàn sát con người rồi. Bưu béo rời khỏi đây, Satan ở nhà làm nội trợ. Vừa được lúc thì ông cháu lại quay về với một chú chó bị thương. Sau đó Bưu hồi phục cho nó, chú chó cứ thế mà bấu đít theo thằng cu. Satan còn đi mua thức ăn cho chó nữa. Đang chơi với chó thì đột nhiên một viên đạn xuyên qua cơ thể nó. Điều này lại tác động đến ma nhân Bưu. Tên ngu ngốc nào đó làm một việc cực kỳ ngu xuẩn. Hắn còn bắn thêm vô số quả tên lửa tấn công Bưu béo. Dám phá nhà bố, còn giết chó của bố. Bố sẽ thông đít bọn mày. Đúng lúc thì Satan đến đấm cho chúng một trận, tạm thời giúp Bưu nguôi cơn giận. Bưu hồi phục vết thương cho chú chó sống lại. Dende và Piccolo bất ngờ khi Satan lại thân thiết với tên Bưu béo như vậy. Ông tổ sư Kaio thì vừa xem tập aerobic vừa truyền sức mạnh cho Gohan. Nhìn méo uy tín chút nào, mà Bưu xây lại ngôi nhà đất xét hình con chó. Satan cũng biết tính cách của hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nếu dạy dỗ đúng cách thì hắn sẽ trở thành người tốt. Thế quái nào mà ông có thiện cảm với hắn chớ. Đột nhiên tên tóc vàng lại xuất hiện. Hắn cho Satan ăn một viên kẹo đồng. Bưu béo rất tức giận. Mặc dù hồi phục cho ông xong nhưng hắn đang xuất ra một luồng khí hắc ám. Bưu kêu Satan nên chạy khỏi đây trước khi có chuyện. Từ trên trời, đám hơi đó dần biến thành một tên Bưu gầy còm. Đây là phần tà ác của ma nhân Bưu. Hắn ngay lập tức hạ sát khứa tóc vàng. Hai ông nhõi Bưu gặp nhau. Bưu béo đấm Bưu gầy, nhưng sức mạnh của ông cháu không là gì với Bưu gầy. Hắn đấm cậu như một cái mềm rách, béo trói cơ thể của gầy, hắn dễ dàng phá giải rồi ăn ngấu nghiến. Sau khi tách khỏi cơ thể thì phần tà ác đã lấy phần nhiều sức mạnh của Bưu. Hai người tung đòn đối chiến, béo không thể ăn lại, cái kết bị Bưu gầy hóa thành viên Sikula ngon lành. Bưu gầy hấp thụ toàn bộ sức mạnh hiện có, và giờ hắn trở lại bản ngã nguyên thủy với sức mạnh tuyệt đối. Sự xuất hiện của Bưu khiến mọi người phải run sợ. Gohan thì rất nóng lòng muốn tăng sức mạnh lên, nhưng tổ sư toàn đọc chuyện thiên đường tung tăng. Phía này, Bưu dung hợp cơ thể với một người bình thường. Hắn nhìn thấy Satan, định tấn công thì mảng ký ức của Bưu béo hiện về nên tha cho. Ông cháu Satan đúng là may mắn hết chỗ nói. Bưu bắn tốc độ leo lên thần điện, có vẻ như hắn có thể cảm nhận ki của mọi người. Ăn chuối cả nải rồi fan ơi, hắn gồng cơ đít nhẹ lấn áp toàn bộ mọi thứ. Điều hắn muốn là kẻ mạnh mà Goku đã hứa trước đó, chính là hai nhóc Vô Tên và Trăng. Piccolo chả treo vì chúng đang ngủ nên chờ thêm chút thời gian nữa đê. Ô sở kê, nếu vậy thì anh sẽ xuống đồ sát con người trái đất, sau đó đợi bọn nhỏ 2 ngày nữa. Chi Chi còn định ra tẩn hắn một trận, mà Bưu bắp sức mạnh của mình lên. Hắn tung vô số đòn ki bắn ra toàn bộ thế giới.
không con người nào có thể sống sót. Satan may mắn không làm sao, rất nhanh chóng ma nhân Bưu đã diệt sạch con người. Đến giờ đấm nhau rồi đó, Piccolo xin hắn đợi thêm một giờ nữa thôi. Chỉ cần số cắt này chảy hết thì Bưu muốn thông đít ai cũng được. Thời gian cứ thế trôi qua, ai nấy đều lo xót vó. Gohan mất kiên nhẫn với tổ sư Kaio, cậu gồng cơ đít nhẹ cái khiến cả hành tinh Kaio rung chuyển. Thì ra sức mạnh của cậu cũng đang tăng lên theo thời gian sao? Phía này, Chi Chi ra cốc đầu ma nhân Bưu. Cái kết cô bị hắn biến thành quả trứng rồi nhẵm xẹp lép. Vô Tên rất tức giận, nhưng hiện tại cậu không thể hy sinh vô ích được. Ma nhân Bưu thì éo thể đợi được nữa, nguồn khí lực của hắn dâng trào. Thần điện rung chuyển dữ dội, cứ thế này thì hắn sẽ thông đít cả lũ mất. Piccolo không còn cách nào khác, anh sẽ dẫn Majin Buu vào căn phòng thời gian. Phía này, Vô Tên gấp rút tập luyện trạng thái phu sừng, bọn nhỏ đã hoàn thành khóa huấn luyện. Piccolo liên lạc với hai đứa nhỏ nên nghỉ ngơi một chút trước khi chiến đấu. Đến giờ thông đít rồi, Buu đã vào trong phòng thời gian. Vô Tên và Trăng Lưỡng Long nhất thể, tạo thành Vô Tên. Cậu lao tới đấm vào mặt hắn không si nhê, đá một cú gãy cổ hắn. Chỗ mày nhiều máu này ông cháu, mày thì láo cá chó. Thời tiết bên trong phòng thay đổi, Vô Tên tạo mấy đòn thế ỉa chảy tấn công Bưu. Tất cả đều vô dụng, nhiều tuyệt kỹ tất sát quá nên quên tên chút chút. Này thì quên, đang chiến đấu lại lùi nhau ra nói chuyện, tiếp tục tẩn nhau thôi, đến lúc thông đít thật sự rồi. Vô Tên hóa thành Super Saiyan, cậu tạo ra một chiếc vòng, trói chặt cơ thể của Bưu, khiến hắn không thể chống cự. Cứ tưởng ngon ai dè Bưu gồng cơ đít nhẹ đã đánh bay đòn đó. Hắn lao tới suốt thằng nhỏ 500m, tốc độ của Bưu vượt xa Vô Tên một bậc, hai thằng tẩn nhau tới tấp, không ăn lại. Vô Tên dùng thiết đầu công chọi một cú siêu thốn, Bưu sưng nguyên một cục to tướng, cậu gồng cơ đít, tạo ra một con ma Vô Tên, he he, nhìn anh mày đáng sợ chưa? Con ma lao tới là một pha nốt banh chành hoa lá, khiến ma Bưu méo hết người. Vô Tên dặn ỉa sinh ra thêm 10 con ma củ chuối nữa. Anh em xếp hàng rồi điểm số nào? Xong chưa để còn triển tiếp, hai con ma bay đến bị lửa nổ tung, chưa gì lại tự bóp rái mất thêm hai con nữa. Không hiểu chúng nó đang chơi hay gì, mấy con còn lại bấu người khiến Bưu nổ banh xác. Đồng chí cuối cùng lao vào miệng hắn xử đẹp thằng cu, mấy đống thịt bắn ra, Boku no Biko và Vô Tên phải nướng chín chúng. Đột nhiên luồng khói màu hồng lại xuất hiện, Majin Bưu lại tái sinh. Hắn tóm cổ thằng nhỏ rồi đập như dế, sau đó đấm thằng cu 500m. Piccolo không còn cách nào khác, anh phá hủy căn phòng thời gian, như vậy là Majin sẽ kẹt tại đây mãi mãi. Thế còn bánh kẹo của Teo thì sao? Bưu tức giận, hắn gồng cơ đít tạo ra một luồng ki siêu mạnh, bất ngờ thay một cánh cổng không gian xuất hiện. Thế là thằng Bưu nhân cơ hội chui tọt khỏi đây. Mọi người bên ngoài sợ hãi tột độ. Đến nước này, Kuzilin đành liều mạng lao tới tấn công hắn. Cái kết bị Bưu biến thành Sikula ngon lành, tất cả đều không thoát khỏi cái chết. Goku từ thánh địa Kaio cũng không thể làm gì. Phía này, Vô Tên và Piccolo gồng cơ đít mãi chưa thể tạo ra cánh cổng giống Bưu. Đã vậy phải sử dụng tuyệt kỹ cuối cùng thôi. Vô Tên lập tức biến thành Super Saiyan cấp 3. Thằng nhỏ thở một hơi tạo ra cánh cổng thời không thoát khỏi đây. Có chiêu mạnh sao éo xài từ đầu chứ. Vô Tên bắp sức mạnh của mình lên, thằng nhỏ bay đến giã liên tiếp vào mỏ hắn. Có điều lại méo ăn thua mới cay, cậu bị Bưu ném một phát bay dính đất. Nhân cơ hội, Vô Tên tạo đòn khi xẻ đôi cơ thể Bưu, sau đó thiêu đốt phần còn lại. Hắn phục hồi rồi đáp cậu bay 20m. Một đòn khi ánh sang đánh lạc hướng, ông cháu ỉa ra thêm vài con ma nữa. Anh em tấn công khiến Bưu bị nổ nát bét hết người. Lêu lêu, thanh niên bị tóm đầu rồi ăn một trường bay tít về thân điện. Bưu cuộn tròn cơ thể, hắn túc tiệp phá nát cái thân điện này luôn. Vô Tên bắn ra vài đòn khi khóa chặt cơ thể của hắn. Chơi bóng chuyền nào, thằng nhỏ đánh Bưu bay dính đất, tạo một cái hố siêu lớn. Đột nhiên nguồn ki hồng nam tính bộc phát, xíu nữa thì tiễn cả hai về Tây Thiên. Vô Tên tung vô số đòn ki tấn công Majin Bưu, dám giỡn mặt với bố sao? Hắn lao tới cốc đầu cậu, sau đó ném thằng nhỏ dính đất. Vô Tên đấm hắn một cú bay 69m. Ông cháu sơ hở bị ăn một đòn ki siêu mạnh của Bưu, cậu trả đòn tương tự thiêu cháy cơ thể hắn. Hai bên ăn miếng trả miếng, chuẩn bị ra đòn kết liễu thì trạng thái siêu Saiyan 3 biến mất. Ăn chuối cả nải rồi, đang tẩn nhau ỉa chảy thì đột nhiên Vô Tên mất luôn trạng thái siêu Saiyan cấp 3. Báo quá báo rồi, ông cháu cho em đi lại phát. Bưu hồi phục lại vết thương nhanh chóng. Nãy em đùa tí thôi đại ca, Vô Tên sắp đi tong đến nơi. Đúng lúc này thì tổ sư Kaio đã hoàn thành việc truyền sức mạnh cho Gohan. Cậu gồng cơ đít thích cơ mông, nguồn áp lực khủng khiếp thổi bay mọi thứ. Cuối cùng Gohan đã đạt được một hình thái mới. Mặc dù không sơn màu tóc nhưng cậu có thể cảm nhận mình đã mạnh hơn rất nhiều. Tổ sư nói trạng thái Super Saiyan chỉ là mũi mà thôi. Niềm hy vọng của nhân loại cũng như vũ trụ này đều đặt cả vào Gohan. Kibito dịch chuyển ông cháu tới trái đất. Ông tiện sơn cho thằng nhỏ bộ đồ rồi chim cút khỏi đây luôn. Phía này Vô Tên tạo ra vô số hồn ma, cậu ra lệnh cho chúng tấn công Bưu. Hắn chỉ dùng một hơi đã thổi bay cả lũ. Hắn đấm cậu như con đẻ, lưỡng long nhất thể đã mất hiệu lực, sắp bị thông nát đít rồi làm gì giờ. Piccolo đành phải ra tay trợ giúp. Trăng nói rằng nên đi mua ít kẹo để giảng hòa với hắn cũng được. Majin Bưu bỗng dưng buồn ngủ, thế là ông cháu ngủ trong chốc lát. Hai thằng nhỏ rón rén đến trách thử. Vô Tên ngứa tay định giật đầu hắn nhưng Piccolo ngăn lại. Đột nhiên cả lũ cảm nhận một luồng khí cực lớn đang tới gần.
làm gì còn ai ngoài Gohan, cậu đã có mặt ở đây, đến giờ thông đít thằng nhõi bất tử này rồi. Mọi người đều trông chờ vào hình thái mới của Gohan, nhìn quả mặt ỉa chảy của cậu khiến Bưu nóng mắt. Mày thì nóng với anh, Gohan giã hắn một cú thấu xương. Những đòn đánh của Bưu đều dễ dàng bị ông cháu chặn lại. Cậu sút hắn bay 50 mét, một sức mạnh quá áp đảo. Tốc độ của Gohan vượt xa Majin Bưu, cậu ném hắn như dưới dính núi. Bưu cuộn tròn đầy lùi cậu, trình độ cỡ này mà đòi thông đít anh sao? Gohan đánh hắn dính đất, tiện thể sỉ nhục Bưu chơi chơi, từ nhỏ tới giờ mới bị khinh. Bưu cực kỳ tức giận, Gohan củi trỏ thêm phát nữa nát mặt. Cậu trưởng một đòn thiêu đốt cơ thể hắn, lao cá chó với bố mày này. Mà Bưu thật ra đã cảm nhận được nguồn sức mạnh vô cùng lớn từ khi chiến đấu với Goten, dù gì thì bố sẽ thông át mày. Bưu gồng cơ đít bộc phát sức mạnh. Phía này, Mr. Satan đang thong dong một mình trong thành phố. Ngoài các chiến binh Z ra thì ông chính là người sống sót cuối cùng trên trái đất. Đột nhiên có vụ nổ cực mạnh thổi bay mọi thứ. Đây chắc chắn là pha tự hủy của Majin Buu. Gohan kịp thời cứu được mọi người, cậu vẫn cảm nhận được nguồn ki của hắn, nên hiện tại cần phải cẩn thận. Điều quan trọng bây giờ là đi kiếm ngọc rồng. Dende vẫn còn sống, vì vậy những viên ngọc không thể bị phá hủy. Đang bay thì ông cháu Satan xuất hiện, anh em đành phải vác ông theo cùng. Sau nhiều lúc tìm kiếm thì họ đã phát hiện ra Dende, ki của Ma Bưu cũng đang dần xuất hiện. Lần này Gohan nhất định sẽ tiêu diệt hắn. Tại sao hắn lại mất hút rồi một tiếng sau đó quay lại thì chưa ai biết được. Bưu nói hắn muốn quyết đấu với hai thằng nhỏ. Cơ thể hắn bỗng biến đổi lòi ra hai miếng thịt. Goten và Trăng tự tin sẽ cho hắn một hài học. Lưỡng Long nhất thể tạo ra Super Goten siêu Saiyan cấp 3. Kế hoạch của Bưu dần lộ rõ. Chú cho phát hiện ra điều gì đó nhưng không ai để ý. Miếng thịt của Majin Bưu bất ngờ bu lấy Goten. Piccolo cũng không thoát khỏi, hắn liền hấp thụ cả hai người cùng lúc, sau đó biến lên trạng thái mạnh nhất vũ trụ, Super Bưu Tinh. Ngay từ khi cảm nhận được sức mạnh to lớn của Gohan, ông cháu đã nghĩ tới kế hoạch này rồi. Còn Gohan thì hắn muốn cậu phải làm đối thủ của mình. Không chần chừ, hai thằng lao vào tẩn nhau tới tấp, sức mạnh và tốc độ ngang cơ nhau, hai đòn trưởng lực đối chiến dữ dội nổ tung mọi thứ. Satan rón rén xem trận chiến này, Gohan lao tới tấn công Bưu. Hắn dùng đuôi ném cậu bay rồi tung một trường cực mạnh, chưa kịp thở, Bưu bắn ma sát pháo quang khiến thằng nhỏ ăn trọn đòn đó. Hắn dí đầu Gohan xuyên qua vô số lớp đá, thằng cu còn tạo ra một con ma Bưu. Nó lao tới tự phát nổ một cách ỉa chảy, vụ nổ lớn xảy ra. Sức mạnh sau khi hấp thụ của Bưu quá vượt trội, Gohan đã yếu đi rất nhiều. Hắn vừa chiến vừa nhờn với cậu, thằng cu bị đánh bay 20 mét, chuẩn bị kết liễu thì đột nhiên chú chó xuất hiện. Nhân cơ hội Gohan thoát khỏi khống chế, cậu lại bị trói bởi chiêu thức của Goten. Ngay cả trạng thái Mystic cũng không ăn lại thì ai có thể đánh bại hắn đây? Tổ sư nói rằng hãy đổi mạng sống của ông cho Goku, vì giờ ông cũng chỉ sống được thêm 1000 năm nữa thôi. Phía này, Gohan kịp thời thoát khỏi đòn tấn công của Bưu. Dưới địa ngục, tiên tri bà cũng muốn đưa Vegeta lên dương giới trong một ngày. Không chần chừ, khi tổ sư Kaio đã ra đi trong sự thương tiếc của mọi người, chiếc vòng thiên sứ của Goku biến mất chuyển qua cho ông. Gohan thì đang bị tẩn như một cái mền rách. Tổ sư đưa cho cà rốt hai đôi bông tai, một cái sẽ đeo cho Gohan. Như vậy hai người có thể tạo ra hợp thể mạnh nhất vũ trụ. Khi Bito và Kaio xin test thử thì thấy nó ô sở kê thật. Gohan và Bưu chiến đấu ác liệt, cái kết ông cháu bị tẩn cho như tử. Dende kịp thời hồi phục cho ông cháu. Chuẩn bị toang thì đòn ki bị đánh bay đi mất. Thiên sinh Han xuất hiện, anh tung khí công phó tấn công Ma Bưu. Đòn này chỉ như gãi ngứa cho hắn. Bưu tạo một quả cầu năng lượng đủ để hủy diệt cả hành tinh này. Đột nhiên Goku cắt đôi cơ thể của thằng cu. Cà rốt xuất hiện, cậu ném cho Gohan bông tai Bota ra. Chỉ cần hai người hợp thể nhất định sẽ đánh bại được hắn. Ông nhõi Gohan mò mãi không nhặt được. Đang chiến thì bất ngờ Majin Buu biến đổi. Trạng thái hợp thể của Goten đã không còn. Giờ hắn lại yếu như con cuốn chiếu. Một miếng thịt hấp thụ luôn cả Gohan. Gòi xong luôn, giờ hắn có luôn cả trạng thái Mystic. Goku không còn ai phù hợp để khu sừng. Cà rốt cảm nhận được nguồn ki mới quanh đây. Ông cháu dịch chuyển tức thời tới chỗ Vegeta. Cậu kêu giao hợp thể với mình mà ông cháu éo ke. Anh thà chết còn hơn là phu sừng với thằng cu. Đưa mông đây để anh thông nào. Giao bắn vô số đòn khi tấn công Ma Bưu. Anh bị hắn ra cho như con đẻ. Hai người cùng lao vào chiến nhưng không phải đối thủ của hắn. Không hợp thể thì chỉ có ăn đầu bìu ăn xít thôi. Sắp toang thì Vegeta mới kêu cà rốt đưa bông tai cho anh. Cả hai hợp thể tạo ra một siêu chiến binh mới, Super Vegito. Đường gió nhẹ lướt qua khiến hắn mất mảng thịt. Mại dô mại dô. Bưu lao tới giã Vegito như con, sau đó bắn đòn ki siêu mạnh, cũng nhức người đấy. Hắn ném anh bay dính núi. Vegito dịch chuyển tới đấm thằng nhõi. Anh tung đòn ki nổ banh xác cơ thể hắn. Với sức mạnh này mà đòi làm đối thủ của anh ư? Vegito sút Bưu gãy cổ. Hắn tức giận, gồng cơ đít tạo ra một quả cầu năng lượng khổng lồ, sau đó ném xuống đất. Vegito hai tay chặn lại đòn tấn công. Anh đẩy nó như quả bóng sút bép cái này khỏi cái vũ trụ. Đòn ki nổ tung cả hệ mặt trời. Đến giờ đánh nghiêm túc rồi. Vegito biến lên trạng thái siêu Saiyan cấp 2. Anh dễ dàng né đòn của Bưu, một cú phẩy tay đánh bay tất cả. Anh để thằng nhỏ đấm chục phát cũng không xi nhê. Còn gì thể hiện nốt đi. Vegito tung Big Bang ất tách, phá nát cơ thể của Bưu. Hắn gồng cơ đít nhả ra lượng khói bao quanh cơ thể. Ông cháu cứ thế lao vào tần thằng cu như con đẻ.
Vizito ném mưu dính đất, tiện thể xiên que hắn chơi chơi, đừng chết vội để anh hành hạ thêm chút nữa đã. Trong lúc bất cẩn, Vizito vô tình để cho ma mưu xâm nhập vào cơ thể, hắn sẽ phá hủy cơ thể của anh từ bên trong. Đã vậy thì gồng cơ đích phát nhỉ, cơ bắp của ông cháu được nén lại, mày thì lối lên này, mưu sợ hãi lại phải chui ra ngoài. Hắn cực kỳ tức giận, một ác thần như hắn mà lại bị tẩn chơi như con sao, thật méo thể chấp nhận được. Vizito lao tới đấm vào mỏ bưu, đủ mé để tao gồng cơ đít thôi cũng không cho. Bưu kéo giãn cơ thể trói chặt Vizito cũng không tác dụng, yếu quá đánh chẳng sướng tay kẹo nào. Bưu lại độ cơ bắp rồi tạo ra một vài con ma bưu. Vizito bắn vài đòn khi đơn giản nổ tung bọn chúng, hắn lại dạn ỉa thêm hàng chục con nữa. Lũ này áp sát tung đòn Kamehameha tấn công ông cháu, hơn nữa lại còn có thể điều khiển đòn ki. Vizito bị trúng đòn rõ đau, tuyệt kỹ mới của anh đó xịn chưa, này thì xịn, láo cá chó với anh này. Sức mạnh của Vizito còn hơn ma bưu vài trăm bậc, vừa đánh vừa khinh thường rõ chán. Bưu bất chợt biến Vizito thành một viên kẹo nhỏ xíu, game quá dễ, định nuốt vô bụng thì bị ăn đấm. Vizito vẫn có thể điều khiển được trí não của mình, cơ thể thay đổi nhưng sức mạnh vẫn vậy, anh vẫn dã thằng khu như con, mấy đòn tấn công còn méo chạm nổi một sợi lông. Anh chính là viên kẹo mạnh nhất vũ trụ. Bưu bất lực lại biến Vizito trở về bình thường. Tốc độ của anh quá nhanh khiến thằng khu chỉ biết chống đỡ trong vô vọng. Anh tung đòn nổ banh xác hắn, chưa kịp hồi phục vẫn bị tẩn tiếp đến phát khóc, mà khóc cũng không được khi bị xiên que. Anh sẽ đếm tới 10 rồi tiêu diệt chú luôn. Đột nhiên có một miếng thịt bay tới hấp thụ luôn Vizito vào cơ thể Bưu. Thôi ăn chuối cả bùm rồi. Hắn cực kỳ sung sướng khi đã sơ tái được Vizito. Liệu vũ trụ này sẽ kết thúc tại đây sao? Tổ sư nhận ra rằng khi hấp thụ bất kỳ ai thì Bưu sẽ thay đổi về sức mạnh và ngoại hình. Nhưng lần này thì không, bên trong cơ thể của thằng Cu, Vizito vẫn còn sống nhăn răng, anh đã bọc cơ thể một lớp ki. Ý định của Ditku là giải cứu những chiến binh đã bị hấp thụ, đột nhiên hợp thể bị phá vỡ. Vizita còn phá nát mẹ luôn bông tai Botaza. Anh nguyện chết còn hơn là hợp thể với cả rốt. Lúc này ma Bưu bay thong dong đi kiếm bánh kem để ăn. Ác nhân thì cũng biết đói chứ đùa. Vizita và Goku đã nhìn thấy tất cả mọi người. Họ đều bị treo như cục thịt heo hun khói. Hai người giải cứu Gohan khiến Bưu mất luôn hình thái Bưu Han. Sức mạnh của Bưu đang dần trở lại bản thể nguyên thủy. Mặc dù vậy thì mấy ông cháu chưa chắc đã là đối thủ của Bưu. Rau chợt nhận ra, Bưu béo cũng xuất hiện. Đang nói chuyện thì đột nhiên ma Bưu mò tới nơi. Thì ra mấy chú muốn thông đít anh từ bên trong cơ à. Goku hóa siêu Saiyan. Sau đó cậu tung đòn khi phá hủy cơ thể hắn từ bên trong. Hai thằng lao tới tấn công Bưu, cái kết bị cốc cái đầu rõ đau. Goku bắn một đòn ki siêu mạnh nhưng cũng méo ăn thua. Bưu xuất hiện ở khắp mọi nơi vì đây chính là cơ thể hắn. Thanh niên Bưu cứ xuất hiện ở mọi nơi khiến Vegeta rất tức giận. Anh ném vô số đòn ki tấn công hắn nhưng không ăn thua. Goku tung chưởng nhẹ nhẹ, Bưu đấm cho mỗi ông cháu phát một. Dao bị đánh nứt khiến cà rốt phải vác theo anh tẩu thoát. Mặc dù vậy nhưng trong cơ thể của Bưu thì không biết trốn đường nào. Cậu bị sút cái bay 500m, cà rốt bắn lung tung các đòn ki. Nhưng không hiểu sao ma Bưu lại bảo vệ cho thằng Bưu mập. Chuẩn bị kết liễu cậu thì Vegeta đe dọa sẽ giải thoát cho Bưu béo. Anh đã đoán được điểm yếu của chú rồi. Dao xé luôn quả trứng Bưu béo. Hắn bất ngờ bị tan chảy và đau đớn tột độ. Đây là cơ hội để hai ông cháu đưa tất cả anh em rời khỏi đây. Nhiệt độ cơ thể Bưu nóng lên đột ngột, chạm mông cái nhẹ thì đi tong luôn. Đám khói dâng trào lên mấy cái lỗ, chắc chắn đó là lối thoát. Goku tung đòn Kamehameha đẩy lùi đám khói, đồng thời mấy ông cháu thoát khỏi đây luôn. Trước mắt nên giấu mất người này đi trước vì thằng Bưu đang lên cơn ngáo đồ. Hắn cứ hú hét nãy giờ, độ cơ bắp lên rõ to. Sau đó một lúc thì trở về trạng thái nhỏ con hơn trước rất nhiều. Khí của hắn có vẻ yếu đi nên Goku hoàn toàn có thể chơi với hắn. Bưu gồng cơ đít kích cơ mông, dung chuyển trời đất, thì ra đây mới là bản ngã nguyên thủy của hắn. Kid Bưu, Kaioshin kể lại rằng, hàng ngàn năm trước, các Kaioshin sống rất yên bình với nhau, cho đến khi tên ma đạo sư Bibidi tạo ra ma nhân Bưu hủy diệt vũ trụ, từng vị thần Kaioshin đã bị hắn hạ sát trong nốt nhạc. Kaioshin mạnh nhất là Phương Nam có một cuộc chiến khốc liệt với hắn, và rồi Bưu đã hấp thụ ông ấy nên mới có hình thái đô con như vậy. Đại thần Kaio Mập cũng tham gia cuộc chiến và bị hấp thụ nốt nên mới tạo ra Bưu Mập, ôn hòa nhất trong các dạng. Sau khi Vegeta dứt Bưu Mập, thì đây chính là cái ác thuần túy và là bản thể mạnh nhất của hắn. Thằng lùn kia giỏi thì mại dô, Bưu tạo ra một đòn ki khủng lồ, không còn cách nào khác phải chuồn khỏi đây thôi. Kịp lúc Kaioshin dịch chuyển tức thời cứu cả hai, trái đất nổ tanh bành, mọi chuyện đang dần vượt qua khả năng của các chiến binh Z khi Bưu đã hủy diệt cả hành tinh trong nốt nhạc. Satan thì méo tin chuyện này, Omen ngay từ đầu ông đã thấy kỳ lạ, có khi nó chỉ là một giấc mơ mà thôi, thật là ỉa chảy. Lúc này Dende nói rằng, hãy tới hành tinh Namek để dùng ngọc rồng hồi sinh cả trái đất, Kaioshin cũng có thể dịch chuyển tức thời tới bất kỳ chỗ nào trong vũ trụ này mà. Lúc này ma nhân Bưu đã hồi sinh, hắn bất ngờ dịch chuyển tới sao hỏa, một đòn hủy diệt cả hành tinh. Sau đó là vô số các thiên tinh trong hệ mặt trời. Hắn quả thật là một kẻ độc ác. Bưu thậm chí còn xuất hiện tại vùng đất linh hồn, nơi có Kuzilin và Yamcha đang luyện tập. Kaioshin ném bông tai Botaza cho Goku, nhưng ông cháu không cần đến thứ này nữa, cứ
cứ dựa dẫm vào hợp thể thì còn đâu bản chất chủng tộc Saiphan hiếu chiến nữa chứ. Phía này, Kid Buu đang làm loạn tại hành tinh Kaio, Kuzilin bị hắn dã cho như con đẻ. Hiện tại thì méo ai làm gì được hắn cả, không còn cách nào khác, Goku và Vegeta phải gồng cơ đít bắp lượng ki tối đa. Hành tinh Kaio chuẩn bị toanh đến nơi, thì hắn đã cảm nhận được lượng ki vô cùng lớn. Ông cháu dịch chuyển tức thời một phát tới thánh địa Kaio. Goku yêu cầu mọi người nên bay đến hành tinh khác lánh nạn, chuyện còn lại cứ để cho tụi này. Đến giờ này còn xù xì xem thằng nào oánh trước, thằng Bưu thì nó ngủ miệng luôn mới yệt chảy. Goku gồng cơ đít hóa dạng siêu Saiyan 2. Satan vừa rồi ngủ quên nên đã bị Kaio xin bỏ lại tại đây. Ông vẫn méo biết chuyện gì đang xảy ra. Cà rốt dịch chuyển tới suốt hắn 500m, cậu trưởng hắn một cú siêu mạnh nổ tung một vùng trời. Bưu nhanh chóng hồi phục. Hai thằng lao vào tẩn nhau tới tấp, sức mạnh và tốc độ đều ngang cơ nhau. Ông cháu Satan thì nửa tỉnh nửa mơ, bọn này chơi đồ ghê gớm quá. Đấm nhau như nhái, Bưu cắm chân xuống đất tấn công Goku. Hắn trói cậu rồi quăng bay 500m dính núi. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, dung chuyển thánh địa Kaio. Bưu tạo một quả cầu năng lượng ném Goku, ông cháu kịp thời né được. Đòn ki mạnh tới nỗi thay đổi cả thực tại, phá vỡ mọi thứ xung quanh. Thế vẹo nào Satan vẫn còn sống sót, Goku gồng cơ đít thích cơ mông. Hóa lên trạng thái Super Saiyan 3, hai thằng lại lao vào tẩn nhau tiếp. Goku trưởng đòn siêu mạnh phá nát cơ thể hắn, cậu đấm Bưu như một cái mền rách. Sức mạnh của hắn cũng không thể coi thường, các nguồn sóng xung kích tỏa ra. Trận chiến của hai người được phát trực tiếp tại khắp các chiều không gian. Fize và Cell bọ hung nhìn mặt thằng cu mà ỉa chảy, luồng khí mộc phát nát cả hành tinh. Cà rốt đánh Bưu dính đất, hắn bật nhảy bám đít ông cháu. Mặt đất rung chuyển, thằng Bưu vừa đánh vừa nhây với cậu. Goku tung Kamehameha toàn lực xuyên qua cơ thể ma Bưu. Hắn lại nhanh chóng hồi phục nguyên trạng trong khi sức lực của cà rốt dần cạn kiệt. Hắn bắn vô số đòn khi tấn công cậu, mất mợ luôn trạng thái siêu Saiyan. Đến lượt Vegeta rồi, anh bị cả lũ Bưu hội đồng. Hắn lao tới dã hoàng tử Saiyan không ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Thì ra sức mạnh của hắn vượt qua mức tưởng tượng của anh. Cứ trường phát thì hắn phục hồi mới ỉa chảy. Bưu đánh rau dính núi, chuẩn bị toang thì Goku tới trợ giúp, nhất định sẽ không thất bại ở đây. Goku hóa siêu Saiyan túc kiệp lao vào tẩn nhau với hắn. Vegeta đã thừa nhận Goku đã vượt qua mình. Từ lúc anh bị đánh bại ở trái đất cho đến thời điểm hiện tại, trải qua biết bao nhiêu đối thủ, nhưng trái tim của thằng nhõi chưa bao giờ bị vấy bẩn như rau, và chưa từng có ý định hạ sát bất kỳ ai dù kẻ đó có xấu xa tới đâu. Đó là lý do Goku luôn vượt trên rau một bậc. Bưu tung đòn ki siêu mạnh tấn công Goku, thổi bay mọi thứ từ trong làn khói. Đòn Kamehameha được bắn ra, lấy mất mảng cơ thể của hắn. Trận chiến cứ thế tiếp diễn, hai thằng giã nhau không hồi kết. Mặc dù đã rất phế nhưng cả rốt vẫn có thể solo sòng phẳng với hắn. Cậu rút Bưu rồi tung một đòn ki hủy diệt xuyên thủng thánh địa Kaio. Hắn tóm lấy chân ông cháu rồi kéo xuống lòng đất. Cà rốt giã hắn như cái mền rách mà éo ăn thua. Cậu tung Kame bay lên trên mặt đất. Đã vậy thì chỉ còn cách dùng Genki Dama mà thôi. Nhưng để tập hợp năng lượng đó phải mất tới một phút lận. Giao quyết định sẽ ngăn cản hắn. Anh sẽ câu kéo thời gian càng lâu càng tốt. Giao lao tới bắn vô số đòn ki tấn công Ma Bưu. Anh dồn toàn bộ sức lực nhưng bị hắn cốc đầu cho phát hơi đau. Bưu giã anh như một cái mền rách, nghĩ hạ anh dễ thế sao thằng lùn kia. Bưu giã anh một cú thấu xương rồi trưởng anh nát người. Tầm này thì nhầm nhỏ éo gì, hắn sút rau rồi trói anh bằng cả vạn. Kibito và Dende cũng muốn đi câu kéo thời gian nhưng bị tổ sư ngăn lại. Vì với sức mạnh của họ thì câu kéo thế éo nào được. Trở lại với trận chiến, Vegeta bị bón hành ngập mõm, chuẩn bị toang thì Satan xuất hiện. Đến lúc nhà vô địch thế giới thể hiện rồi, ông bước tới đầy ngạo nghễ. Bưu bay đến đánh Satan mà thế méo nào hắn lại đau đầu đột xuất. Có lẽ Bưu béo đang giành quyền kiểm soát lại cơ thể này. Kid Bưu thổi Bưu béo ra ngoài, ông cháu đã ngủm củ tỏi từ khi nào. Satan đấm liên tiếp vào mỏ hắn nhưng méo ăn thua. Hắn đấm ông phát bay, sắp sửa toang thì Bưu béo tỉnh dậy. Hai ông cháu lao vào tẩn nhau, cà rốt nãy giờ vận khí vẫn chưa đủ. Thậm chí cậu mất luôn trạng thái siêu Saiyan 3. Mặc dù méo ăn lại Kid Bưu nhưng Bưu mập cũng có khả năng phục hồi giống hắn. Các đòn tấn công của cậu bị né dễ dàng. Vegeta liên lạc với các Kaioshin, anh yêu cầu họ tới hành tinh Namek để dùng rồng thần. Kibito dịch chuyển mọi người đến đây. Bất ngờ là vị trưởng lão đã tập hợp đủ ngọc rồng từ khi nào. Vegeta yêu cầu Dende hãy hồi sinh trái đất và những người bị sát hại từ đại hội võ thuật trừ những kẻ xấu ra. Trưởng lão triệu hồi rồng thần Namek, trái đất cuối cùng đã được phục hồi nguyên trạng. Sau đó hồi sinh 7 tỷ người trong nốt nhạc. Phía này, Bưu cân cả Bưu béo lẫn Satan cùng lúc. Hắn giã Bưu như một cái mền rách. Mọi người trên hành tinh trái đất đã quay trở lại. Đến lúc sử dụng lại quả cầu kinh khi một lần nữa, thần vũ trụ sẽ trợ giúp một tay. Ông có thể liên kết với toàn bộ người dân trên trái đất. Vegeta cất tiếng, anh kể lại mọi thứ cho người trái đất. Chỉ cần tất cả giơ tay lên trời truyền nguyên khí cho Goku, cậu bắt đầu việc hấp thụ của mình. Gohan, Piccolo, các thành viên chiến binh Z, Bưu mập thì đang cố gắng cầm chân Kid Bưu, hắn trưởng một vũ nổ tung mặt đất, tưởng giết anh dễ thế sao, Bưu béo phân thân rồi tẩn thằng nhỏ. Mấy người trên trái đất thì méo quan tâm chiến sự ở thánh địa Kaio, quả cầu của Goku không tăng được tẹo nào. Giao kêu gọi thêm lần nữa, mau giơ tay lên nào lũ đần độn này, Bưu béo sắp không chịu nổi các đòn tấn công của Kid Bưu.
Không may hắn đã nhìn ra quả cầu kinh khi Vegeta lại phải ăn đòn để câu giờ. Goku cầu xin người trái đất hãy tin tưởng cậu, nghe thấy giọng quen quen. Những người từng biết cậu cuối cùng đã chuyển nguyên khí, giao bị dã như con đẻ. Anh không thể chống đỡ các đòn tấn công của Buu vì hắn quá mạnh. Nhận thấy sự ngu ngốc của con người, Satan đã quyết định lên tiếng. Hãy giơ tay lên rồi truyền sức mạnh cho ta nhanh lên. Sự uy tín của ông quả thật chất lượng. Tất cả người dân trái đất đồng loạt truyền nguyên khí cho Goku. Satan chính là kẻ gánh tem trong trận chiến này. Genki Dama nhanh chóng được nạp đầy. Quả này Goku mà biết hấp thụ chắc lên bản năng vô cực mẹ luôn. Buu tiếp tục hành hạ Vegeta, hắn tung vô số đòn ki tấn công Goku. Đúng lúc này thì Buu béo xuất hiện, Satan chạy tới vác rau rời khỏi đây. Cả rốt nhân cơ hội đáp khí cầu Genki Dama vô thằng Buu. Bất ngờ hắn có thể chặn lại và đẩy lùi quả cầu. Sức lực của cậu đã suy yếu rất nhiều rồi sau trận chiến. Goku mà hấp thụ của quả cầu này thì ngon lành cành đào. Vegeta nói hãy thực hiện điều ước thứ 3. Đó là khôi phục lại toàn bộ sức mạnh cho Goku. Chuẩn bị toang thì à há, cà rốt đẩy ngược lại quả cầu. Vĩnh biệt thằng đít nhôm bất tử. Đòn ki cực mạnh phá nát cơ thể của Buu đến từng nguyên tử, tạo một vụ nổ siêu to khổng lồ. Cuối cùng đã kết thúc. Trận chiến chống lại ma nhân Buu đã kết thúc thật rồi. Ai nấy đều rất vui mừng. Goku lại một lần nữa giải cứu được vũ trụ thứ 7. Công lớn cũng nhờ Satan chứ đùa, ông được mọi người tung hô. Buu béo cũng đâu dễ chết như vậy, chỉ là ngủ một chút mà thôi. Mọi người dịch chuyển về trái đất, đoàn tụ với người thân bạn bè. Nói vậy thôi chứ hiện tại Gohan mới chính là chiến binh mạnh nhất vũ trụ 7 nhé. Câu chuyện kể về 100 năm trước khi hành tinh Vegeta bị hủy diệt bởi Freezer. Hành tinh này chưa bao giờ có một ngày được yên ổn khi bị một đội quân gồm những kẻ có sức mạnh siêu cấp đánh chiếm. Vua Vegeta phải e dè trước lũ xấu xa. Kẻ đứng đầu thuộc tộc Frozot, hắn chính là tổ tiên của thánh ăn hành tủ lạnh. Mon Lonto nói hắn hạ sát các chiến binh tộc Saiyan chỉ vì muốn tìm ra kẻ mạnh để đối đầu. Đi cùng hắn là hai cận vệ có sức mạnh không thua kém là AL và Bokin. Nói hết câu thì Mon Lonto kêu AL dịch chuyển tới đấm vào mỏ kinh Vegeta. Có lẽ hắn đã phung phí thời gian tại hành tinh yếu đuối này. Cha Vegeta chứng kiến toàn bộ sự việc, ông thề sẽ không tha thứ cho bọn chúng. 30 năm sau, ông nối dõi kinh Vegeta đệ nhị, trở thành người tiếp quản ngai vàng ở hành tinh Saiyan. Nỗi ám ảnh về sức mạnh khiến vua Vegeta liên tục tạo ra các chiến binh mạnh mẽ. Từ phòng thí nghiệm, cánh tay phải của ông, cà chua chính là sản phẩm thành công nhất hiện tại. Hành tinh Saiyan đã yên bình được nhiều năm, không vì thế mà cà chua quên đi nhiệm vụ của mình. Cậu luôn muốn kiếm đối thủ mạnh mẽ để quyết đấu nhằm tăng tiến sức mạnh, đề phòng một ngày tên Mon Lonto quay trở lại. Ở đâu đó tại Việt Nam, bá đốc cùng cha của mình Gomu đang chuẩn bị luyện tập cùng nhau. Ước mơ của thằng nhỏ là trở thành siêu Saiyan huyền thoại, mặc dù chỉ là một chiến binh cấp thấp. Đang thăm ngàn thì đột nhiên cà chua xuất hiện, anh nói muốn tìm một đối thủ mạnh mẽ để so tài. Nhóc biết ai không chỉ anh cái, thằng cu không chần chừ nói đó là cha mình, ổng vừa mới loang quăng đâu đây thôi. Cà chua tung một đòn ki nhẹ nhẹ đến chỗ Goku nhưng bị ông chặn lại. Quả mặt uy tín thế kia chắc mạnh lắm đây. Cà chua gồng ki khè nhẹ cái. Gomu cũng làm tương tự mà trong nguồn ki này nó lạ lắm, không khác gì Super Saiyan. Hai người bắt đầu lao vào tẩn nhau. Trận chiến diễn ra ác liệt cân tài cân sức. Cà chua đấm Gomu một cú, anh sút cậu một cú thấu xương, sau đó đá thằng nhỏ bay dính đất. Từ nhỏ tới giờ mới gặp được một kẻ mạnh như vậy. Gomu tung Kamehameha tấn công cà chua. Đòn ki tạo ra một vụ nổ rất lớn, cà chua dịch chuyển đấm Gomu, nhưng sức mạnh của anh ấy không khác gì các chiến binh cấp cao. Cà chua nói nên dừng trận đấu này lại, nếu không cậu sẽ bị thông át tới chết mất. Cậu nói vua Vegeta muốn chiêu mộ những chiến binh mạnh mẽ như Gomu, này thì mạnh mẽ nè, biến đê con dài. Gomu đến diện kiến vua Vegeta, ổng nói cần anh cho nhiệm vụ tối cao của hành tinh Saiyan. Hãy cùng cà chua đi săn lùng lũ chiến binh đã khiến kinh Vegeta phải nhục nhã. Tất cả đều đã sẵn sàng phục thù. Kẻ đầu tiên mà họ nhắm tới là tên Bokin xanh lẻ xanh lét. Sau một thời gian di chuyển bằng tàu Saiyan, họ đến một hành tinh băng giá, có một tên đã phát hiện ra họ. Gomu cũng cảm nhận được nguồn ki rất lớn từ hắn. Phía này ba đốc muốn đi theo chiến đấu cùng ba mình, nhưng thằng cu còn quá nhỏ nên phải ở nhà bú tí mẹ tăng đêm. Chúa tể vũ trụ Mon Lonto được thông báo có hai tên Saiyan đến kiếm chuyện, không lòng vòng hải phòng. Mon Lonto kêu thằng đệ của mình đến tiếp đãi hai ông nhõi kia, tên hắn là Quý Bửu, vừa đặt chân xuống đã khiến không khí nặng nề hẳn. Dứt lời hai người lao vào tẩn nhau, Quý Bửu bị Gomu sút bay lên tầng mây. Trận chiến diễn ra ác liệt, Gomu đấm Quý Bửu một cú thấu xương. Nguồn sóng xung kích tạo ra từ trận chiến phá tan mọi thứ. Tên gia tín nhận ra tên Saiyan này không phải là hạng xoàn. Quý Bửu đấm Gomu bay 50m, anh tung Kamehameha nhưng bị hắn né được. Anh sút hắn một cú thấu xương dính núi, Quý Bửu tức giận phá tan ngọn núi. Hắn tung một đòn ki hủy diệt từ miệng tạo một vụ nổ lớn, sau đó dịch chuyển tới tần anh như con đẻ. Gomu tặng hắn một trường thổi bay đất đá.
Quý Bửu tung vô số đòn khi tấn công anh, nhưng hắn vẫn chưa thể hạ anh dễ như vậy. Phía này, Cà Chua cảm nhận được nguồn khí rất lớn đang đến gần. Đó là AL xanh lẻ xanh lét, chưa gì hắn đã tẩn anh như một cái mền rách, thằng cu nằm đất luôn. Quý Bửu gồng cơ đít bắp sức mạnh của hắn lên, khiến Gomu phải chống đỡ. Chỉ trong chốc lát anh đã để hắn lấn lướt. Gomu bị ăn trưởng banh xác, anh tức giận bay tới đấm hắn một cú thấu gan. Sức mạnh của Gomu cũng tăng theo trận chiến. Quý Bửu bật Kaioken nhân 10 lần sức mạnh đấm anh méo con mợ nó mặt. Hắn dịch chuyển bồi thêm một cú nữa khiến thằng cu dính đất. Đừng có đùa với bố. Gomu tiến lên trạng thái Super Saiyan cấp 1, tẩn Quý Bửu như một cái mền rách. Sức mạnh của anh tăng 50 lần. Quý Bửu tạo một quả cầu năng lượng, hắn sẽ tiêu diệt anh trong đòn tấn công này. Gomu tung một trường xuyên quả cầu hạ Quý Bửu luôn. AL nhận thấy điều không hay. Đúng lúc thì Gomu mất đi hình thái siêu Saiyan, anh bị hắn tẩn cho như con đẻ. Hắn lên gối một cú siêu mạnh hạ gục Gomu. Tại hành tinh Vegeta, hai chiến binh vẫn chưa trở về chứng tỏ họ đang gặp nguy hiểm. King Vegeta đang cực kỳ sốt sắng. Phía này, chưa kịp lấy lại sức thì Gomu gặp kẻ mà anh phải giết, đó là Bokin. Thôi bỏ mẹ rồi, cũng may đó chỉ là giấc mơ. Sau khi bị AL tẩn thừa sống thiếu chết, Cà Chua uống thuốc hồi trinh để phục hồi sức mạnh. Nhận thấy luồng sức mạnh khổng lồ từ trận chiến của Gomu và Quý Bửu, Mon Lon Ton lo sợ, siêu Saiyan huyền thoại xuất hiện. Hắn đã cử một cận vệ nữa đi do thám cái kết hắn gặp Cà Chua. Thằng khứa này là gấu xàm. Dứt lời thì hai người lao vào tẩn nhau. Cà Chua gồng cơ đít bắp sức mạnh của mình, anh đấm vào mỏ hắn, sau đó bị hắn giã lại một cú siêu thốn. Trận chiến khốc liệt, hai kẻ có thực lực ngang tài ngang sức, tốc độ nhanh như chớp giật cấp 11, phá tan mọi thứ xung quanh. Đây sẽ là thử thách khó dành cho Cà Chua. Cậu bị gấu xàm cho ăn sút rồi bị quăng xuống đất. Hắn tung vô số đòn ki tấn công Cà Chua, thằng cu đỡ lại, cậu gồng cơ đít thổi bay nó. Hai người tung đòn tất sát đối chiến với nhau, nguồn năng lượng khủng khiếp phá tan mọi thứ xung quanh. Mon Lon Ton đang tạo ra một chiến binh cấp cao, đủ sức để hủy diệt cả vũ trụ này, nhưng hiện tại nó vẫn còn phiêu lòi mắt. Thêm phi thuyền Saiyan nữa đáp xuống hành tinh này. Sau đòn đối chiến, Cà Chua vẫn sống nhăn răng. Cậu gồng cơ đít thích cơ mông, đẩy giới hạn của bản thân đến cực hạn, cứ ngỡ hóa thành siêu Saiyan nhưng méo phải. Cà Chua lao tới với tốc độ cực nhanh, đấm vào mỏ gấu xàm. Cậu liên tục giã vào mỏ hắn khiến thằng cu không kịp trở chân. Sức mạnh đã tăng lên rất nhiều và trên cơ gấu xàm hoàn toàn. Phía này King Vegeta đã xuất hiện, đối đầu với anh là Mikey Senpai, hay còn gọi là Mikey. Đến lúc bắt đầu cho cuộc báo thù này rồi. Mikey gồng cơ đít phá nát bầu không khí. Hai người lao vào tẩn nhau tới tấp. King Vegeta đấm hắn méo mặt. Một chiến binh Saiyan cấp cao mà phải đấu với tên yếu đuối này sao? Anh bồi thêm một cú thấu xương. Mikey tung một đòn kỳ nổ banh chành đất đá xung quanh. Hắn ném thêm một đòn nữa nhưng bị King Vegeta chặn lại. Phía này trận chiến đang rất căng thẳng. Cà Chua đá gấu xàm bay 500 cây số. Anh tung Ma Senko tấn công hắn. Thằng cu vẫn chưa bị hạ gục nhưng hắn cũng bã lắm rồi. Gấu xàm túc tiệp lao tới chiến với Cà Chua. Đây là lần đầu tiên hắn phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Gấu xàm đánh Cà Chua dính đất. Hắn tạo một quả cầu năng lượng khổng lồ, sau đó tự mình hấp thụ nguồn năng lượng này, tiến lên hình thái tối thượng. Bộ phim tua ngược về quá khứ của Gomu. Khi đó lũ chiến binh của Mon Lon Ton đã ra tay giết cha của anh. Điều đó khiến anh căm thù chúng tới tận bây giờ. Không còn nhiều thời gian nữa, anh phải đi giúp những người còn lại. Sau khi có được trạng thái bản năng gấu xàm, hắn tự tin có thể dễ dàng hạ Cà Chua. Ăn đầu bìu ăn xít rồi, hắn sẽ thông nát đít mình mất. Dứt lời thì thằng cu lao tới tẩn Cà Chua. Hắn tung vô số đòn khi tấn công câu. Cà Chua dùng khiên năng lượng đánh bay tất cả. Sức mạnh của gấu xàm tăng lên hàng chục lần. Hắn giã cậu như một cái mền rách. Cà Chua bắn Ma Senko, nhưng gấu xàm dừng lại và hấp thụ toàn bộ đòn ki của cậu. Đánh nhau mà cứ hấp thụ sức mạnh thì thôi, bố đéo muốn chơi nữa. Ở bên này, trận chiến của King Vegeta và Mikey đang diễn ra khốc liệt. Hai bên cân tài cân sức làm rung chuyển đất trời. Bố của anh rau quá là mạnh đi. Anh đấm Mikey bay 5.000 cây số. Sau khi bị ăn tẩn bởi Gomu, Quý Bửu chưa hiểu vì sao chỉ cần hắn sơn màu tóc lại có thể mạnh như vậy. Bokin nhận ra đó là hình thái siêu Saiyan của tộc Gomu. Còn có một hình thái còn mạnh hơn thế gấp nhiều lần, đó là Super Saiyan God. Sức mạnh đạt tới ngưỡng của các vị thần. Chúa tể Mon Lon Ton mặc dù là một trong những người mạnh nhất vũ trụ, nhưng ông ta vẫn phải e dè trước hai kẻ, đó là Majin Buu và thần hủy diệt Bizzard. Vì vậy ông ta mới tạo ra một chiến binh mạnh mẽ đủ để chống lại mấy kẻ đó. Nói vậy đủ rồi, thất bại sẽ phải chết. Bokin giết Quý Bửu trong chớp mắt. Phía này, trận chiến giữa King Vegeta đang diễn ra khốc liệt. Tên nhõi Maki Senpai lại bắp sức mạnh của hắn lên một level nữa. Hắn lao tới đấm anh bay 5.000 mét, khó bụi mịt mù. Maki bất chợt tấn công, hắn đấm Vegeta cắm đầu xuống đất, sau đó tung một đòn hủy diệt nổ tung mọi thứ xung quanh. Maki gồng cơ đít định kết liễu thì đột nhiên Gomu tới cứu. Thế méo nào anh lại bị ăn đấm. Đây là trận đấu của King Vegeta, anh không muốn ai nhúng tay vào. Anh tung Final Flash tất sát đối chiến với Maki.
hai nguồn ki cực mạnh khiến mọi thứ rung chuyển. Bên này, trận chiến của cà chua vẫn tiếp diễn, thằng khứa gấu sàm liên tục hấp thụ sức mạnh, hắn sắp sửa tiến hóa tới bản năng vô cực, gấu sàm đấm cậu nát đầu. Sau đó trưởng thằng cu bay 40m, cậu tung Masenko một lần nữa, lần này hắn lại thúc tiệp nâng sức mạnh lên cực hạn. Đồ ngu xuẩn này, anh sẽ thông nát mông mày ngay bây giờ. Đột nhiên cà chua hóa khỉ khổng lồ, nhưng trận chiến tạm thời đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye!